chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Phù, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, mà lúc này, theo người đàn ông gầm nhẹ, toàn bộ động tĩnh đều biến mất. Vài giây sau, Thanh âm trẻ tuổi nhưng khàn khàn vang lên. Lão tử từng ngủ với nhiều gái như vậy, vẫn là gái của Hiệp hội Mỹ Thần của các người thoải mái nhất, không hổ là nghề nghiệp nắm giữ tình yêu cùng dục vọng. Tiếp theo, một giọng nói dịu dàng ngọt ngào, mang theo một tia khàn khàn đáp lại. Ma quân đại nhân, có thể hầu hạ ngài, là vinh hạnh của Betty. Ngài khi nào rời khỏi quốc gia này, theo Betty đi gặp hội trưởng một chút. Hội trưởng của bọn em vẫn luôn rất muốn gặp ngài, cô gái này phát âm có chút sứt sẹo như người nước ngoài. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh ngây người, ta âm vừa rồi không phải loa Miêu Vương đang chơi sỏ hắn, mà là một đoạn nói chuyện với nhau từng xảy ra. Nhân vật chính là Ma Quân cùng cô gái nước ngoài, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, vểnh tai chờ đợi nói chuyện kế tiếp. "Cô ta, Ma Quân bật cười một tiếng, suốt ruột muốn khống chế ta như vậy." Betty giọng ngọt ngào khàn khàn nói, ma quân đại nhân, ngài là thần giả dù có tiềm lực nhất đương thời, hội trưởng của bọn em ngưỡng mộ ngài còn không kịp, sao có thể khống chế chứ? Với lại, các người bên này có câu ngạn ngữ chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, hội trưởng là người phụ nữ có sức quyến rũ nhất trên đời, chẳng lẽ ngài không chờ mong cùng vượt đêm xuân với cô ấy? Hắc, đó là người không biết, chúng ta nơi này còn có một câu ngạn ngữ, gọi là ngoài tầm tay với. Ma quân cười lạnh nói. Ta sẽ đi ngủ của cô ấy, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc, chờ ta hoàn thành một cái linh cảnh một người cuối cùng, bước vào lĩnh vực trí cao kia, tự nhiên sẽ đi gặp cô ấy. Lặng lẽ một chút, Betty thấp giọng dụ hoặc, nếu hội trưởng có thể nói cho anh một bí mật thì sao, một bí mật về thần dạ du, không, là một trong những bí mật cao nhất của linh cảnh. Nữ nhân ngu xuẩn, ma quân thản nhiên nói, bất cứ trao tặng nào cũng đánh dấu bảng giá, Hiệp hội Mỹ thần không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho ta biết loại bí ẩn cấp bậc này, còn không phải muốn khống chế ta. Ừm, ngươi biết bí mật này không? Em, em không biết. Đừng sợ, ngươi là một vư vật làm người ta muốn dừng mà không được, ta sẽ không giết ngươi hỏi linh, ở trước khi ta chơi ngươi chán rồi. Sau đó, là tiếng soạt soạt, Trương Nguyên Thanh là đứa nhỏ thuần khiết, suy đoán cô gái nước ngoài hẳn là đang ăn mỹ vị bổ sung thể lực. Vừa vặn lúc này, thời gian dạ du kết thúc. Trương Nguyên Thanh một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, hắn nghe tiếng ăn sụp soạt, lông mày nhíu lại thật sâu, bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Đạo cụ này là của ma quân, loa miêu vương không thể thu vào ô vật phẩm, chỉ có thể mang theo trên người, mà vừa rồi phá âm thanh là quá trình ma quân cùng cô gái nước ngoài đạt thành, giao lưu kết hợp. Điều này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, lúc ấy loa miêu vương ngay tại bên người ma quân, không phải chủ nhân, sẽ mang theo đạo cụ này bên người. Anh Binh bảo mình tìm đạo cụ này, nó cũng là vật phẩm của ma quân, anh binh và ma quân là quan hệ thế nào? Anh binh khẳng định không phải ma quân, thanh âm không đúng, hơn nữa phong cách nói chuyện của anh binh cũng không phải như thế, hắn cùng anh binh từ lúc mặc quần yếm đã quen nhau, quá quen thuộc rồi. Ma quân, đến, đổi cái tư thế, hai người tựa như là nghĩ thông cùng nghĩ thoáng rồi, dừng ăn, lại bắt đầu xâm nhập trao đổi. Chương 165, tin tức sau màn rắc rối phức tạp 2. Trương Nguyên Thanh không thể không thi triển dạ du một lần nữa, che chắn thanh âm, đúng lúc này, tiếng đánh vần bỗng nhiên bị tiếng dòng điện xẹt xẹt thay thế, ngay sau đó, trong loa miêu vương chuyển đến một thanh âm thấp giọng quen thuộc. Đại thám tử, anh là trợ thủ A Binh của em, anh không thể phán đoán lúc em nghe được đoạn ghi âm này, là khi nào, nhưng anh biết, lúc này, anh hẳn là đã chết, hoặc là mất tích. Không nên hỏi quan hệ của anh với ma quân, chân tướng này là điều trước mắt em không thể thừa nhận. Nếu anh đã mất tích, xin đừng ý đồ tìm kiếm anh, ít nhất ít nhất phải đợi em trải qua xong phó bản giết chóc cỡ lớn đầu tiên, tấn thăng cảnh giới thánh giả. Đạo cụ này sẽ mang đến cho em rất nhiều tin tức hữu dụng về anh, về ma quân. Nhưng nhớ lấy, đừng để bất luận kẻ nào nghe được nội dung ghi âm, một khi tiết lộ, em nhớ diệt khẩu. Thẻ nhân vật ma quân là món quà anh tặng cho em, nó tượng trưng cho kỳ ngộ, cũng kèm theo vô tận phiêu lưu, đừng quá phận tin tưởng tổ chức chính phủ, đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Bây giờ anh cho em nhắc nhở đầu tiên, khi em nghe được đoạn ghi âm này, Phán quan mắt quỷ quá nửa đã chết, nếu Hắc vô thường còn chưa bị tìm được, em nhất định phải nghĩ cách tìm được hắn, lấy được danh sách, nhất định phải lấy được danh sách. Anh binh làm sao biết lúc này phán quan mắt quỷ đã chết? Anh ấy thậm chí cũng không thể xác định thời gian cụ thể mình lấy được loa Miêu Vương, trừ phi ở trước khi anh ấy lưu lại đoạn lời này, phán quan mắt quỷ đã chết, cho nên anh ấy mới khẳng định như thế. Trương Nguyên Thanh cả kinh, hắn chợt nhớ tới nội dung ngày đó Viên Đình tìm hắn hỏi tuy không thể xác định thời gian cụ thể ma quân tử vong nhưng hẳn là gần đây mà thời gian phán quan mắt quỷ tử vong cũng là như thế cho nên ma quân cùng phán quan mắt quỷ song song ngã xuống là có liên hệ nhất định phải lấy được danh sách anh binh nói trịnh trọng như vậy trong danh sách có thứ gì rất quan trọng xem ra chuyện ma quân và phán quan mắt quỷ tử vong này anh ấy cũng liên lụy trong đó có thể hay không anh ấy mất tích chính là vì chuyện này vậy làm rõ chân tướng ma quân cùng phán quan mắt quỷ tử vong có phải có thể biết anh binh vì sao mất tích, bây giờ đang ở nơi nào hay không? Trương Nguyên thành đợi một lát, thấy loa Miêu Vương không phát ra thanh âm nữa, lập tức thu nó về ngăn kéo. Hắn ngồi yên ở trước bàn hồi lâu, tìm ra sổ bút ký, dùng phương thức viết để sửa sang lại đường lối suy nghĩ. Ngũ Hành Minh đang tìm Hắc Vô Thường, phân hội khu Đông Linh năng hội cũng đang tìm hắn, thế lực tham dự việc này quá nhiều quá phức tạp, mình muốn tìm được danh sách, tốt nhất là gia nhập trong đội ngũ lùng bắt dựa vào ngũ hành minh làm việc, cũng dễ dàng cho che giấu bản thân. Đợi lát nữa đi đơn vị một chuyến, tìm đội trưởng xem xem giọng điệu, xem có thể gia nhập đến trong hành động hay không. Phát hiện một nghề nghiệp mới nghề nghiệp yêu cùng dục, nghe qua hẳn là nghề nghiệp nước ngoài, chật chật, vưu vật. Thực muốn kiến thức một chút, Trương Nguyên Thanh viết chút, phát hiện mình viết lệch lạc rồi, liền gạch xóa phần sau. Mà quân cùng nghề nghiệp nước ngoài kết giao rất thân mật, cũng không biết hắn cuối cùng có gặp hội trưởng hiệp hội mỹ thần kia hay không có từ chỗ cô ta đạt được bí mật hay không nếu có loa miêu vương có lẽ sẽ ghi lại À, như vậy xem ra thái nhất môn tìm truyền nhân ma quân có phải có nguyên nhân phương diện này hay không không bao lâu hắn làm xong quy hoạch trong ngắn hạn một nghĩ cách tham dự đến trong lùng bắt hắc vô thường hai thay xấu hổ làm cha hoàn thành di trúc mà nhiệm vụ trường kỳ là chuẩn bị chiến nhiệm vụ linh cảnh thứ ba nhưng thời gian còn sớm tạm thời không cần đi cân nhắc. Giác, hắn bật lửa, nhìn ngọn lửa liếm tờ giấy, lửa bốc lên cao cao, cuối cùng cắn nuốt phần kế hoạch thư này. Sau khi dọn sạch dấu vết, Trương Nguyên Thanh mang theo điện thoại di động và loa miêu vương, thi triển dạ du, nhảy ra cửa sổ, lấy cục nóng điều hòa làm bàn đạp, trèo đến trong hành lang. Bây giờ khẳng định không thể công khai từ phòng khách rời khỏi, sẽ bị bà ngoại thanh lý môn hộ. Thùng thùng, sau khi tới hành lang, Trương Nguyên Thanh gõ vang cửa nhà cậu. Mở cửa là mợ, mặc quần áo yoga vừa người, ở độ tuổi trung niên, giá người còn có thể giữ ở ngoài 30, cực kỳ khó được. Lại thêm sướng từ bé, không làm việc nhà, khiến cô thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 40 tuổi, hoàn toàn không giống người mẹ có con trai 30 tuổi. Mợ, ông cậu già của cháu đâu? Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn vào trong, ai biết hắn lêu lổng chết ở đâu rồi? Mợ lườm nguyết, cháu nhớ rõ cậu có một cái túi đeo hông, dù sao cậu cũng không dùng nữa, không bằng cho cháu. Trương Nguyên Thanh nói ra mục đích của mình, Chương 166, tin tức sau màn rắc rối phức tạp 3. Loa Miêu Vương đặt ở trong túi quá khó chịu, lại không đáng vì nó đeo ba lô hai vai, nghĩ đi nghĩ lại, túi đeo hông là lựa chọn tốt nhất. Ở trong phòng để quần áo, cháu tự đi tìm, mợ tránh đường, Trương Nguyên Thanh chạy vào phòng để quần áo, tìm kiếm một lúc, tìm được cái túi đeo hông hàng hiệu màu tím đỏng dáng đó của cậu, hắn vừa cài ở bên hông, vừa đi ra ngoài. Cảm ơn mợ, mợ mãi mãi tuổi 18, đợi một chút, mợ gọi hắn lại. Bĩu môi chỉ căn phòng phía sau, theo thói quen phân phó. Cầm rác ở phòng khách cùng phòng ngủ xuống dưới đi ném đi. Trương Nguyên Thanh vừa nghe, lạnh lùng vô tình từ chối, không đi. Mợ hắc một tiếng, chống vòng eo nhỏ, thằng nhóc này cánh cứng rắn rồi phải không, mau đi ném rác, mợ cho mày 100 đồng. Mợ không lạnh lùng vô tình giống bà ngoại, động cái là thanh lý môn hộ, nhưng sẽ dùng tiền tài ăn mòn thanh niên tốt. Bởi vì lười làm việc nhà, mợ từ nhỏ đã sai khiến Trương Nguyên Thanh làm lao động trẻ em câu treo cửa miệng là nguyên tử mợ cho cháu tiền tiêu vặt cháu giúp mợ những năm qua trương nguyên thanh từ trên người mợ kiếm được rất nhiều tiền mợ cháu không phải trẻ con nữa đừng tiếp tục như trước kia tiêu tiền sai cháu như vậy 200 đồng mợ yên tâm rác giao cho cháu trương nguyên thanh lon ton vào nhà mợ từ trong ví ra eo vi tinh xảo rút ra hai tờ màu đỏ rực nghĩ một chút lại rút một tờ nữa nè cảm ơn mợ mợ năm nào cũng 18, bớt đi Sao mày không nói 15, mở cho hắn một cái lườm nguyết, "Mở yên tâm, cháu bây giờ đi báo cảnh sát, bảo cảnh sát tới bắt cậu." "Đi đi đi", mở cười đến ngửa trước ngã sau. Trương Nguyên Thanh gọi xe tới đơn vị, bằng vào năng lực xã giao cường đại, từ chỗ tài xế keo kiệt kiếm được khẩu trang, lại đội lên mũ trùm đầu liền áo, tay nhét túi quần vào văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tiến vào cửa chính tòa nhà thủy tinh, đi lên lầu 2, hắn thấy Lý Đông Trạch và Quan Nhã Chính vây quanh Vương Thái, Quan Nhã cười mỉm nói: không tệ, không ngờ được cậu vô thanh vô tức, thế mà câu dẫn được thiên kim hào môn thế ra. Con bé mưu đồ cậu cái gì, cái mũi cậu cũng không phải đặc biệt lớn nha. Lý Đông trạch chống gậy chống, lắc đầu thở dài, nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, cậu cái tên Vương Thái mày rậm mắt to này nha. Vương Thái ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt là vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Ô, đại công thần của chúng ta đến rồi, vành tai Lý Đông trạch khẽ động, phục hồi tinh thần, cười nói, không phải bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi sao. Dù sao nhàm chán, liền tới đây xem chút, Trương Nguyên Thanh đang muốn hỏi bọn họ vừa rồi đang nói chuyện gì, liền thấy Lý Đông chạy gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói. Nguyên Thủy, phần phương án vượt bản đó của cậu, so với trong tưởng tượng còn phiền toái hơn. Làm sao vậy, Phó Bách Phu Trưởng đang tham dự hội nghị cấp bậc trưởng lão, trưởng lão hội đã sinh ra chia rẽ nghiêm trọng đối với bán phần phương án vượt bản này cho Thái Nhất Môn hay không? Phong sách, cạnh bàn làm việc bằng gỗ rộng rãi của Phó Thanh Dương, trước mặt là màn hình siêu lớn 30 inch treo ở trong tủ âm trên tường, truyền đến tranh luận cực kỳ khắc chế nhưng lời lẽ sắc bén. Hắn đang tiến hành một hồi hội nghị qua điện thoại, có 6 người tham dự, trừ hắn, Bách Hoa hội, Thủy Thần cung, Trung Đình, Bạch Hổ binh chúng, Xích Hỏa bang đều phái một trưởng lão tham dự. Ai có thể ngờ được, phương án vượt bản một cái linh cảnh cấp S cảnh giới siêu phàm, thế mà khiến các trưởng lão chuyên môn triển khai một hồi hội nghị để thảo luận phải biết rằng, linh cảnh hành giả cấp trưởng lão là loại hành giả đẳng cấp cao có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị kia. Bọn họ cơ bản không quản chuyện, cũng cực ít lộ mặt, đại bộ phận sự việc trong hồng trần thế tục đều đã không thể dẫn tới hứng thú của bọn họ, chỉ có xảy ra sự kiện trọng đại, hoặc một ít chuyện tương đối phiền toái, khó có thể quyết đoán, các trưởng lão mới sẽ đến xử lý. Ví dụ như phương án vượt bản công viên trò chơi kim thủy này. Linh cảnh số 6203, nếu xử lý không thỏa đáng, đối với thần giả du mà nói, sẽ biến thành đường hầm xà linh, thứ hai, mà cái sau dù sao cũng là linh cảnh thí luyện, nhiều nhất giảm bớt số lượng thần giả du sinh ra, 6200 linh ba lại sẽ làm thần giả du cảnh giới siêu phàm giảm bớt trên diện rộng. Thái nhất môn cùng chúng ta như cây liền cành, nên chuyển cho bọn họ phương án vượt bản, cái này cũng là nghĩ cho ngũ hành minh. Trưởng lão Bách Hoa Hội nói, trong ngũ hành minh, Bách Hoa Hội thân cận thái nhất môn nhất, giữa hai thế lực có quan hệ thông gia, con gái đại trưởng lão là vợ thứ sáu của thái nhất môn chủ, còn bọn họ linh quân là một yêu thú vương cảnh giới thánh giả, bái ở môn hạ minh chủ bách hoa hội. chương 167, Thiên Kim của tả Giác một Phương án vượt bản có thể cho thái nhất môn, nhưng phương thức giao dịch phải thay đổi chút, chúng ta chẳng những cần tiền, còn cần tư liệu cùng đạo cụ phương án vượt bản thần giả du, tầng cấp tư liệu cùng số lượng đạo cụ, chúng ta bàn sau. Trưởng lão Trung Đình nói, Trưởng lão Bách Hoa Hội tăng thêm vài phần giọng điệu, cái này sẽ tỏ ra chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ảnh hưởng quan hệ hai bên. Tôi cảm thấy lấy độ khó của linh cảnh số 6203, chào giá cao chút không thành vấn đề, a à, cho dù là chúng ta, năm đó nếu gặp loại linh cảnh này, cũng phải đau đầu. Phòng họp lâm vào im lặng, giá trị của phần phương án vượt bản này, ai cũng không thể phủ nhận. Vài giây sau, trưởng lão Thủy Thần cung giọng điệu âm trầm nói. Căn cứ một tên thủy quỷ của Diêm Tỉnh vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy báo cáo, trong linh cảnh lần này, có ba người sống sót, trong đó có một cô gái nhỏ tên Tạ Linh Hy, nghe nói cô ấy là theo thần giả du kia một đường vượt qua. Tôi đã tìm hiểu, cô ấy là dòng chính tạ gia của tán trang tỉnh, cho nên cũng không phải chỉ có chúng ta nắm giữ phương án vượt bản. Trưởng lão Bạch Hổ binh chúng cũng không đồng ý, thanh âm vang dội mạnh mẽ. Thứ tạ gia muốn, tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với chúng ta. Mặt khác, trong phần nhà ma, thật sự nắm giữ phương pháp vượt qua, là phần phương án vượt bản này trong tay chúng ta. Tôi cảm thấy giá trị phương diện này không cần thảo luận nữa. Tôi càng thêm để ý là người viết phương án vượt bản đã nhắc nhở chúng ta rõ ràng, linh cảnh số 6203 sẽ làm các hành giả tự giết lẫn nhau, nhiệm vụ ẩn như thế, chi tiết thần giả du nhất định phải chết cũng là như thế. Nếu trong đội ngũ vừa vặn có người của tổ chức chúng ta, rất có thể sẽ ở phần cô dâu ma, bị thần giả du thái nhất môn chơi chết ở trong loại linh cảnh tự giết lẫn nhau này tin tức tranh lệch có thể thay đổi kết cục thay đổi vận mệnh phòng họp một lần nữa lâm vào lặng lẽ lúc này phó thanh dương thản nhiên nói các vị trưởng lão tôi có một vấn đề nói nguyên thủy ở trong phương án vượt bản đưa ra một cái suy đoán cậu ta cho rằng phân phối nhân vật là dựa theo lòng người mà bàn luận chúng ta có thể không cho thái nhất môn có thể chỉ để thành viên ngũ hành minh độc hưởng phương án vượt bản nhưng nếu người lấy được phương án vượt bản bị phân phối đến kẻ tà ác thì sao? Giọng điệu Phó Thanh Dương không kiêu không nịch, nói, chúng ta đều biết, nghề nghiệp hợp pháp, không đại biểu thiện lương. Trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm nói, cậu nói rất đúng, còn có ý tưởng gì? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, thái nhất môn dù sao như cây liền cành với ngũ hành minh, phần phương án vượt bản này phải cho, nhưng sửa chữa một phen nội dung phương án vượt bản, ẩn đi suy đoán của người viết, tăng thêm cơ chế nhân vật phân phối ngẫu nhiên, lầm đường người đọc. Sau đó, nghiêm tra báo cáo vượt bản, một khi phát hiện trong tổ chức, bao gồm Thái Nhất Môn, có ai bị phân phối đến kẻ tà ác, lập tức bắt. Đổi cái góc độ để nghĩ, đây thật ra cũng là vũ khí sắc bén thay chúng ta lôi ra được con sâu làm dầu nồi canh. Tự giết lẫn nhau là hình thức linh cảnh, không thể sửa đổi. Phương án vượt bản cũng là nhất định phải cho, dù sao cũng là đồng minh. Nếu cuối cùng thắng là đội trưởng, tự nhiên tốt nhất. Nếu là kẻ tà ác thắng lợi, vậy liền do tổ chức chính phủ báo thù rửa hận, bóp chết tai họa nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán cho nên chỉ là bắt thấy các trưởng lão khác chưa phản đối lâm vào suy nghĩ phó thanh dương nói tiếp trải qua việc này thái nhất môn nhất định sẽ thử đào chân tường mà thái nhất môn có phương án vượt bản linh cảnh thần dạ du phong phú cùng với tri thức nghề nghiệp này đây là thứ chúng ta không thể bằng được tôi cho rằng cần lung lạc lòng người thật tốt tôi muốn lấy đức thu phục người các trưởng lão không để ý đào chân tường loại chuyện này nhưng thần dạ du mới tới này quả thật đặc thù Trưởng lão Trung Đình trầm ngâm nói, kẻ này rất có năng lực, liên tục vượt qua hai linh cảnh cấp S, tương lai ít nhất là thánh giả. Lấy đức thu phục người, cậu tính làm như thế nào? Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, mấy người nhanh chóng phê chuẩn tiền thưởng cùng công huân. Phòng họp lần thứ ba lâm vào lặng lẽ, trưởng lão Bách Hoa Hội ho khan một tiếng, làm bộ vừa rồi lấy đức thu phục người chưa xảy ra, nói. Tôi nơi này có một tình báo, là về người trẻ tuổi kia, Thái nhất môn tập hợp linh cảnh gần đây thay đổi, phát hiện oán linh trong phó bản đều bị Tam đạo sơn nương nương ủy thác nhiệm vụ tương tự, đó chính là tìm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tên là bốn chữ, kết hợp tình hình cụ thể phương án vượt bản đường hầm xá linh, không khó phỏng đoán, người Tam đạo sơn nương nương tìm là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 168, Thiên kim của Tả gia 2. Tam đạo sơn nương nương đang tìm hắn, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra sự ngạc nhiên. Các trưởng lão cũng chấn động. Trưởng lão Bách Hoa Hội cười nói, tiểu hậu sinh kia ở trong báo cáo đường hầm xà linh có điều dấu giếm nha, Thái Nhất Môn đang điều tra chuyện này, sắp tới có lẽ sẽ tìm cậu ta, cậu chú ý một chút. Vâng, tôn trưởng lão hồ đồ nha, trong group riêng tư nào đó của đội trưởng, viên đình vô cùng đau đớn phát ra tin nhắn này. Trong group là thần dạ du sắp tới sẽ tiến vào linh cảnh, bởi vì sợ hãi đối với linh cảnh thay đổi, khiến bọn họ đi chung với nhau, lâm thời kéo nhóm nhỏ, thảo luận như thế nào ứng đối linh cảnh cấp S cùng cấp A đáng sợ. Không đến mức không đến mức, các đội trưởng trong group nhau nhau trả lời. Ngũ hành minh cùng thái nhất môn như cây liền cành, nhiều nhất chỉ là trả giá cao chút, lấy một phần nhiệm vụ công viên trò chơi kim thủy không khó. Tuy người tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia quả thật là một kỳ tài, tương lai thành tựu không thấp, nhưng thái nhất môn cũng nhân tài đông đúc, thiên tài giai đoạn siêu phàm, thiên tài giai đoạn thánh giả cũng không thiếu. Với lại, ngũ hành minh và thái nhất môn là minh hiếu, chín bỏ làm mười, nguyên thủy thiên tôn kia cũng miễn cưỡng tính là người thái nhất môn viên đình các người không biết tôi nghe lý đông trạch nói công viên trò chơi kim thủy đối với thần dạ du mà nói là nhất định phải chết cái gì các đội trưởng trong group cả kinh tuy không nhất định sẽ vào công viên trò chơi kim thủy nhưng chỉ cần còn ở cảnh giới siêu phàm lần này không gặp được lần sau thì sao nếu là chết chắc gã kia cũng là thần dạ du hắn làm sao sống sót được không sai chỉ cần có phương án vượt bản là được Viên đình, tôi nghe Lý Đông Trạch nói, trưởng lão hội ngũ hành minh đang họp, tựa như không quá muốn cho thái nhất môn chúng ta phương án vượt bản. Các người biết, hội nghị các trưởng lão, kéo dài 10 ngày nửa tháng mới ra kết quả là chuyện rất bình thường, nhưng rất nhiều người trong group đều không đợi tới khi đó nhỉ. A, à, tôn trưởng lão này hồ đồ nha, tôn trưởng lão quả thật hồ đồ nha, các đội trưởng lòng đầy căm phẫn. Sinh ra chia rẽ nghiêm trọng, Trương Nguyên Thanh cân nhắc một chút, liền lĩnh ngộ điểm xung đột ở nơi nào, cười nói. Mặc kệ, dù sao đây là chuyện các lãnh đạo phải đau đầu, đừng thiếu công huân và tiền thưởng của em là được. Đội trưởng à, em gần đây luôn thiếu tiền. Gia nhập Ngũ Hành Minh nửa tháng, còn chưa tới ngày phát tiền lương, hắn vẫn như cũ là sinh viên nghèo. Đội trưởng, em đã vượt qua linh cảnh cấp S, không bằng đêm nay chúng ta tụ tập một chút. Em mời khách, nhưng cần anh ứng trước một phen, chờ phát tiền thưởng lại trả lại cho anh. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn về phía Vương Thái sắc mặt đờ đẫn, nói: anh Vương Thái, anh cũng đến đi. Không được, Vương Thái lắc đầu, anh như vậy là không đúng, phải nói chuyện với mọi người, liên hoan, tăng tiến tình nghĩa, khai thác mối quan hệ. Cơm nước xong, em còn có thể dẫn anh đi chỗ thương nhân hải sản sao thả lỏng một chút. Tôi mắc bệnh ám ảnh xã hội. Ám ảnh xã hội? Oh my god, trên đời thế mà có bệnh ám ảnh xã hội. Có cái gì phải sợ chứ, anh đang sợ hãi cái gì? Tôi sợ hãi người như cậu. Lúc này, Lý Đông trạch bên cạnh mỉm cười nói, liên hoan có thể nhưng không cần em mời khách tổ hai chúng ta đêm nay cần tiếp đãi một vị khách quý vị khách quý kia chỉ tên nói họ muốn vương thái tiếp đãi nhưng tính cách vương thái em cũng biết căn bản không ứng phó được loại trường hợp đó cho nên sau khi anh với quan nhã thương lượng quyết định đi cùng em nếu đến đây không ngại cùng nhau tham dự khách quý trương nguyên thanh tò mò hỏi lại quan nhã tìm được cơ hội sen mồm cười mỉm nói là thiên kim đại tiểu thư thế gia linh cảnh hành giả thiên kim đại tiểu thư Trương Nguyên Thanh nhất thời cười hề hề, chọc chọc vào lưng Vương Thái, anh cái gã mày rậm mắt to này, cũng không thấy mũi anh lớn lắm nha, thế mà câu dẫn được tiểu thư nhà giàu người ta. Vương Thái mặt không biểu cảm, cậu không cần lặp lại một lần lời của đội trưởng cùng quan nhã. Hắn mệt lòng phun ra một hơi, tôi cùng tán trang tỉnh tạ ra cũng không liên quan gì, không nghĩ ra tạ ra đại tiểu thư vì sao phải gặp tôi. Quan nhã liền cười nhạo nói, với cái đầu óc không nhớ ai này của cậu, cho dù có liên quan gì, sợ là cũng quên rồi, dù sao đây là chuyện tốt. Vương Thái à, cố gắng cố gắng, tranh thủ đi tạ ra làm người ở rể. Ô, trời ạ, à, thật sự là cái nghề nghiệp làm người ta hâm mộ. Lý Đông Trạch cười trêu chọc, tạ ra, trong lòng Trương Nguyên Thanh lại lột bột một cái, vội hỏi tạ ra này lai lịch thế nào. chương 169, Thiên Kim của tạ ra 3. Ở phương diện phổ cập khoa học cho nhân viên, Lý Đông Trạch chưa bao giờ lạc hậu, giải thích. Tạ ra và phó ra giống nhau, là thế gia linh cảnh hành giả, gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít nhạc sĩ, thực lực rất mạnh. Tạ gia không tính là tổ chức chính phủ, nhưng cũng là nghề nghiệp hợp pháp, vốn có lui tới với ngũ hành minh, thái nhất môn. Chính là môn phái giang hồ bị triều đình chiêu an, Trương Nguyên Thanh đã hiểu, thầm nhủ tạ gia đại tiểu thư trong miệng các người, có phải một em trà xanh thích giả bộ nhu nhược đóng vai đáng thương hay không? Tạ gia đại tiểu thư, nửa tổ chức chính phủ, chỉ tên nói họ muốn gặp Vương Thái, điều kiện phù hợp, quá nửa chính là tạ linh hy. Con bé này con mẹ nó thật sự tìm tới cửa rồi. Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, tính đi gặp gặp tiểu trà xanh. Lấy ra thế của đối phương, quyết tâm muốn điều tra hắn, khẳng định có thể tra được Nguyên Thủy Thiên Tôn, không, thậm chí không cần điều tra, đi diễn đàn chính thức của ngũ hành minh lướt bài đăng một chút, liền biết Phương Thái là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tên giả. Đã trốn không thoát, không bằng thản nhiên đi gặp, thứ nhất tạ ra cũng coi như nửa tổ chức chính phủ, so với hành giả hoang dã, tổ chức nhỏ dân gian đáng tin cậy hơn. Thứ hai, lấy địa vị, danh tiếng của hắn hiện nay ở trong tổ chức, không cần quá giấu đầu lộ đuôi, tạ Linh Hy cũng chưa chắc muốn hại hắn. Vừa lúc thử một phen ý đồ đến của bé trà xanh. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ở đơn vị lăn lộn mãi đến trạng vạc, ánh chiều tà như máu, Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho dì trẻ, bảo cô chuyển lời cho ông ngoại bà ngoại, cháu ngoại thân yêu của bọn họ không trở về nhà dùng bữa. Sau đó, ngồi xe MPV của Lý Đông Trạch, tới mục tiêu khách sạn Hoa Vũ. Mày hôm nay làm chuyện gì, chọc mẹ gì tức giận như vậy? Trên đường, dì trẻ gửi tin chất vấn, không làm cái gì cả. Trương Nguyên Thanh trả lời, thúi lắm, bà ấy cũng mắng mày bại hoại gia tộc, cái này rõ ràng là danh hiệu vinh dự của anh gì. Thật sự chưa làm cái gì cả, chỉ là âm hiệu phim bỏn lọt ra ngoài. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ, cháu là y bát truyền nhân của cậu mà, danh hiệu vinh dự này sớm hay muộn cậu chết cháu kế thừa, không nói nữa, cháu cần đi gặp em gái xinh đẹp rồi. Em gái, dì trẻ gửi đến một chuỗi vẻ mặt lưỡi đau dính máu. Khách sạn Hoa Vũ là khách sạn 5 sao, phòng bình thường từ 1.500 tệ, phòng suýt 3.000 trở lên, kiêm có phòng tập thể thao, quán bar, hội sở dưỡng sinh, tiệc đứng các công năng. Trong khách khứa ra vào cửa xoay tròn, trừ tinh anh công sở, còn có các chị gái mặc váy liền áo bó sát người, trang điểm đậm. Nhà ăn xoay tròn tầng đỉnh khách sạn tối nay bị đặt bao hết, Đám người Trương Nguyên Thanh vào thang máy, ở dưới nhân viên phục vụ dẫn dắt đi vào cửa nhà ăn. Người bán hàng mở cửa chính cho bọn họ, trong nhà ăn rộng rãi xa hoa, ánh đèn nhu hòa, thảm vừa dày vừa mềm, bốn nữ nhân viên phục vụ khuôn mặt xinh đẹp đứng chờ hai bên cửa. Bên cạnh cửa sổ sát đất thật lớn, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng đó, thưởng thức thành phố Tùng Hải màn đêm bao phủ. Cô mặc bộ đồ thủy thủ nhu thuận, váy màu đen liền tất, áo màu trắng cổ áo thắt nơ con bướm màu đen. Mái tóc đen dài thẳng mềm mại trùm lên vai, trần nhà chiếu xuống ánh đèn nhu hòa, chiếu khuôn mặt của cô ôn nhuận như ngọc, thanh lệ thoát tục. Thanh thuần, nhu thuận, xinh đẹp, cô ngưng tụ toàn bộ tốt đẹp của cô gái tuổi hoa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái quay đầu trông lại, mắt sáng ngời, khuôn mặt nở rộ lúm đồng tiền rạng rỡ. Cô vui vẻ chạy tới như bay, "Hô anh Vương Thái." Lý Đông Trạch khẽ nhíu mày, nhìn Vương Thái bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc hắn phải một lần nữa đánh giá quan hệ của vương thái cùng thiên kim tạ gia không ngờ vị cấp dưới này của mình lại là cao thủ tán gái thâm tàng bất lộ quan nhã oa một tiếng cười trêu tức liếc xéo vương thái hạ giọng nói khinh thường cậu rồi chàng rể tạ ra vẻ mặt vương thái ngây dại hắn hoàn toàn không rõ tình huống lúc này bọn họ thấy tạ gia đại tiểu thư không nhìn vương thái dừng lại ở trước người trương nguyên thanh kéo góc áo hắn ngọt ngào hô lên em tìm được anh rồi vương thái ca ca Vương Thái ca ca, hắn, Lý Đông Trạch Hầu như theo bản năng muốn nhắc nhở Tạ Gia Đại tiểu thư, vị kia cô nắm góc áo không phải Vương Thái, Vương Thái chính quy ở bên này, sao ngay cả người cũng nhận lầm. Không khỏi quá xấu hổ, nhưng sau đó, sắc mặt Lý Đông Trạch cứng lại, hắn ý thức được không rõ tình huống là mình. Tạ Gia Đại tiểu thư chính là hướng về Nguyên Thủy, cô nhìn cũng chưa đi nhìn người khác của đội hai, mục tiêu vô cùng rõ ràng, không tồn tại khả năng nhận lầm người. Cho nên, vì sao nói muốn gặp Vương Thái? chương một trăm bảy mươi linh cảnh thế giác một nụ cười trêu tức của quan nhã lập tức cứng lại ở trên mặt cô nhìn nhìn nguyên thủy lại nhìn nhìn tạ linh hy khuôn mặt trái xoan quyến rũ dần dần mất đi biểu cảm chỉ có vương thái lặng yên nhẹ nhàng thở ra em tới tùng hải làm gì còn muốn tìm vương thái của bọn anh tiếp đái trương nguyên thanh cao một mét tám ngạo nghễ nhìn cái đầu quả dưa của bé trà xanh chân nhìn rất dài thật ra là nhóc lùn em từng nói muốn tìm anh mà tạ linh hy nhảy nhót tại chỗ vui vẻ nói. Không hổ là thiếu nữ, dáng điệu uyển chuyển, không giống quan nhã loại cô gái béo này, nhảy lên sẽ mất đi trọng tâm. Có cái gì phải tìm, anh từng nói, chúng ta không cần liên hệ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh có chút bất mãn, tạ Linh Hy chu cái miệng nhỏ nhắn, lá trả trực khóc, ấm ức nói. Anh sao lại như vậy chứ, anh lần trước cũng không phải là đối với em như vậy, anh đối với em vừa quan tâm vừa che chở, còn lấy đi thứ quý giá của em, bây giờ lại trở mặt không nhận người rồi. Lý Đông Trạch, quan nhã vương thái kinh nghi bất định đánh giá trương nguyên thanh nếu đổi thành vương thái đối mặt một em gái trà xanh như vậy đầu óc chỉ sợ treo máy ngay tại chỗ người bình thường cũng phải xấu hổ câu nệ bó tay bó chân nhưng trương nguyên thanh lại khác hắn trầm mặc một phen bỗng nhiên cười ha ha đưa tay ôm eo tạ linh hy nói đội trưởng cô ấy là tự nguyện anh đừng bắt tôi tạ linh hy ngẩn ra chỉ cảm thấy cái tay dán ở vòng eo nóng bỏng mà mạnh mẽ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mát lạnh tê tê, khuôn mặt lập tức đỏ lên, như con thỏ nhỏ kinh hãi bắn đi. Anh, anh, cô trong lúc nhất thời nói không ra lời, mắt ngập nước trừng lên nhìn Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Đông Trạch cùng quan nhã thân là thám báo như có chút suy nghĩ. Hóa giải xong chiêu trò của tạ Linh Hy, Trương Nguyên Thanh lúc này mới giải thích. Cô ấy là tối hôm qua cùng nhau chơi trò chơi quen biết. Lý Đông Trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt nhớ tới chuyện trương nguyên thanh giả mạo vương thái nếu tạ ra đại tiểu thư cũng là hành giả đêm đó tiến vào công viên trò chơi kim thủy như vậy tình huống trước mắt liền giải thích thông người cô muốn tìm cũng không phải vương thái lúc này vương thái thật sự nhìn đội trưởng nói đã không phải tìm em vậy em có thể đi chưa đội trưởng em còn có nghiên cứu phải làm tạ linh hy rốt cuộc chú ý tới hắn nghe vậy liền có chút không hiểu người đàn ông tướng mạo thường thường này thế mà không mất mát chút nào cả cũng không có bất cứ cảm xúc gì không vui cùng không cam lòng. Ngược lại còn có một tia giải thoát cùng vui vẻ, tạ Linh Hy đảo mắt, làm ra tư thái nhu nhược, nhỏ giọng lý nhí nói. Anh chính là vương thái ca ca thật sự nhỉ, rất vui được quen biết anh, anh tuyệt đối đừng tức giận, em là bị nguyên thủy ca ca lừa, mới coi anh ấy lầm trở thành anh. Vương thái nghiêm trang đáp lại, anh không tức giận, thậm chí có chút vui vẻ nho nhỏ. Tạ Linh Hy, Lý Đông Trạch ho khan một tiếng, nói, được, để lái xe đưa cậu trở về trước vương thái không thích xã giao cưỡng ép giữ hắn không có ý nghĩa đợi vương thái đi rồi tạ linh hy dẫn ba người vào ngồi phân phó nhân viên phục vụ chuẩn bị đưa đồ ăn lên trong bữa cô một cậu một tiếng chị anh khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào giọng nói mềm mại khiến lý đông trạch và quan nhã sinh ra hảo cảm mãnh liệt đối với cô nguyên tủy ca ca anh là thuộc về bạch hổ binh chúng à hay tổ chức khác bạch hổ binh chúng anh thích bạch hổ sao vâng vâng em nghe lão tổ tông nói bạch hổ binh chúng là kỷ luật nghiêm minh nhất tuy nhiều quy củ có đôi khi tương đối cứng nhắc lại là khiến người ta yên tâm nhất trong ngũ hành minh lời này em là cố ý nịnh hót bên anh nhỉ sao có thể nguyên thủy ca ca luôn dùng ác ý đo lường người ta tạ linh hy lường nguyết hắn một cái tiếp tục nói chuyện phiếm trừ bạch hổ binh chúng thuần túy nhất là xích hỏa bang nhưng lão tổ tông không thích người xích hỏa bang cảm thấy bọn họ quá thô lỗ quá nóng này nguyên thủy ca ca anh có biết trước khi ngũ hành minh xây dựng biểu tượng xích hỏa bang là cái gì không? Không biết, là người đầu châu đấy. Gì, xích hỏa bang tự xưng là truyền nhân viêm đế, viêm đế là thần nông thị mà, đầu châu thân người. Em nghe nói, trước khi ngũ hành minh xây dựng, người bốn tổ chức lớn thường xuyên dùng việc này chiêu chọc xích hỏa bang, biện pháp tốt nhất chọc giận hỏa sư, chính là trước mặt hắn, hô to một tiếng, người đầu châu phải chết. Lý Đông chạy kịch liệt ho khan, nhìn Trương Nguyên Thanh, trịnh trọng nhắc nhở. Tạ tiểu thư là nói giỡn, Chuyện cũ năm xưa đừng nói tới, loại lời này đừng nói lung tung. Chương 171, linh cảnh thế gia 2. Nói lung tung sẽ như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi, sẽ bị đánh chết, vậy tôi đổi thành chiến sĩ thuần ái không mời tự tới sẽ thế nào? Trương Nguyên Thanh gắp một miếng thịt bò xào chân mềm, nhân cơ hội hỏi ra một cái vấn đề nghi hoặc đã lâu. Anh nhớ rõ thẻ nhân vật là phát ngẫu nhiên, vì sao sẽ xuất hiện thế gia linh cảnh hành giả? Tạ Linh Hy nhấp một ngụm nước dừa tươi, nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng quyến rũ nói. Nguyên Thủy ca ca có từng nghe nói tập tính nghề nghiệp cách nói này hay không? Nghề nghiệp khác nhau, có tập tính khác nhau, ví dụ như hỏa sư bình thường đều là nóng nảy, bốc đồng, lỗ mãng. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tạ Linh Hy cười tùm tìm nói. Thẻ nhân vật là chọn người, người tính cách nóng nảy, tỷ lệ đạt được thẻ nhân vật hỏa sư lớn nhất, người tính cách âm trầm, tỷ lệ đạt được vị quỷ lớn hơn, mà đám tội phạm tà ác kia nhận được là nghề nghiệp tà ác. Sau đó, nghề nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng tính cách, người nóng nảy càng thêm nóng nảy, người âm trầm càng thêm âm trầm. Hai hỏa sư sinh con, anh cảm thấy xác suất nóng nảy lớn hay không? Thời gian dài, liền dần dần hình thành thế gia, nhưng cho dù là như vậy, trong thế gia linh cảnh hành giả, cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thầm nhủ, vậy mình đạt được thẻ nhân vật thần giả du chứng thực là vì sao? Đặc điểm nghề nghiệp thần giả du là cái gì, tà gì tôn quý? tiệc tối rất nhanh chấm dứt bốn người ăn coi như vui vẻ trò chuyện với nhau rất vui lý đông trạch đưa ra cáo từ đúng lúc tạ linh hy lại ôm cánh tay trương nguyên thanh nũng nịu nói đội trưởng lý anh cho em mượn anh ấy một lúc muộn chút em sẽ phái người đưa anh ấy trở về thấy lý đông trạch trần chờ, cô vội vàng chắp tay vẻ mặt khẩn cầu ai có thể từ chối một thiếu nữ như vậy chứ lý đông trạch khẽ gật đầu không phiền tạ tiểu thư tôi sẽ bảo lái xe ở dưới lầu khách sạn chờ Nguyên Thủy, xong nhớ gọi điện thoại cho anh. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nhìn quan nhã cùng Lý Đông Trạch rời khỏi. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất ở cửa đại sảnh xoay tròn, tạ Linh Hy mới cao mũi, hừ hừ nói. Ngực lớn như vậy, mông tròn như vậy, nhìn là biết hồ ly chuyên môn câu dẫn đàn ông. Trong thang máy, quan nhã cười nhạo nói. Tuổi không lớn, thì em cơ không nhỏ, mấy con nhỏ bây giờ, vị trà xanh đều đặc như vậy sao? Ở trước mặt thám báo, mọi ngụy trang đều là phí công. Lý Đông Trạch chống vậy chống, sờ so hàng rear map, cô ta có chút địch ý đối với em, tựa như rất có hảo cảm đối với Nguyên Thủy. Mặt khác, cô ta giống như có việc muốn cầu Nguyên Thủy, cũng cố ý đuổi chúng ta đi. Cô gái nhỏ này ở trong bữa không ngừng khen quan nhã xinh đẹp, dáng người tốt, cùng vẻ mặt ngưỡng mộ nói, chị quan nhã xinh đẹp như vậy, nhất định từng có rất nhiều bạn trai nhỉ. Quan nhã lườm, cô ta không chơi lại Nguyên Thủy đâu, nếu bàn về em cơ, Nguyên Thủy so với cô ta thâm trầm hơn nhiều, Quan Nhã từng vào phòng Trương Nguyên Thanh, từng điều tra máy tính của hắn, thằng nhãi này dưới bề ngoài cởi mở lạc quan, là một trái tim quái gở. Nhưng lấy năng lực thám báo của cô, nếu không phải kiểm tra những tin tức riêng tư này, chỉ từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra được. Mà tạ Linh Hy, cô liếc một cái liền nhìn ra bản chất nội tại. Đẳng cấp hai bên là có tranh lệch. Em vừa rồi gọi chị Quan Nhã, là rất thân cận rất nhu thuận. Trương Nguyên Thanh cũng không giả bộ nữa, nhíu mày nói em tới tùng hải làm gì không phải đặc biệt tới tìm anh chứ tạ linh hy thè lưỡi cười khẽ nói em đến tùng hải là thay gia tộc đến gặp một vị cố nhân nguyên tùy ca ca từng nghe nói chỉ sát cung chưa chỉ sát cung chỉ sát cung mọi thành viên đều khùng biên trương nguyên thanh ừm một tiếng tự nhiên biết gia tộc chỗ cung chủ kia cùng tạ ra là quan hệ nhiều đời về sau có một hồi biến cố gia tộc đó suy bại hai nhà cũng bởi vậy mất đi liên hệ tạ linh hy cảm khái nói Ai ngờ vị chỉ sát cung chủ kia, mấy năm nay cường thế quật khởi, trở thành linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, liền một lần nữa liên hệ lại với tạ gia. Nếu nhớ không lầm, chỉ sát cung có được sĩ đạo cụ đẳng cấp cao nghề nghiệp nhạc, thành viên trong tổ chức cũng có rất nhiều nhạc sĩ, mà tạ gia cũng là thế gia nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, tạ Linh hi 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 nói, em đến Tùng Hải còn có một việc, nhưng cần được Nguyên Thủy ca ca đồng ý trước đã. Chuyện gì, xấu hổ làm cha trước khi chết, không phải nhờ anh hướng người bạn chuyển một câu sao? Tạ Linh Hy rụt rè nói, có thể để em đi cùng hay không? Lý do đâu, em không muốn thiếu nợ nhân tình, hắn không nói cho em biết, là hoài nghi em xuất thân chính phủ, nhưng hiện thực là, anh mới là nhân viên chính phủ. Tạ Linh Hy mím môi, chương 172, hướng tới mục tiêu 1. Cho nên em là muốn theo dõi anh à? Trương Nguyên Thanh liếc cô, em thật ra sớm biết anh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Giống chống khua chiêm muốn gặp người đội hai, yêu cầu anh tiếp đái, là sợ lén yêu cầu anh bị từ chối, muốn cho một cái lý do anh không thể từ chối. Xấu hổ làm cha rõ ràng kiên kỵ chính phủ, chuyện hắn nhờ và trước khi mất không thể để thành viên tổ chức chính phủ đi làm, nhưng hắn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người của ngũ hành minh. Làm không tốt liền dẫn sói vào nhà, tạ Linh Hy bị nói chúng tâm tư, vẻ mặt sùng bái, Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại. Không thể không nói, ở chung với cô quả thật thoải mái. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng hắn như thấy được mình phiên bản nữ, bộ dáng đẹp, năng lực mạnh, nói chuyện lại dễ nghe. Hắn trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu, đơn giản chỉ là truyền đạt một câu, có thể đưa em đi. Tuy con bé sờ này có chút ý tứ theo dõi, nhưng dù sao mọi người chưa hiểu rõ, cô có lo lắng phương diện này có thể lý giải, ít nhất nói rõ tạ Linh Hy đỏng đành, lại là người tri ân báo đáp. Cảm ơn Nguyên Thủy ca ca, tạ Linh Hy nở nụ cười, lại thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói em nhớ rõ là bảo anh tìm một người gọi là vô ngân đại sư trước khi đến tùng hải em từng điều tra người này rồi không có tư liệu tương quan trương nguyên thanh ừng một tiếng trong cơ sở dữ liệu của ngũ hành minh cũng không có nhưng nếu vị vô ngân đại sư này là người thường xấu hổ làm cha sẽ không tránh em nhân viên chính phủ này anh hoài nghi vô ngân đại sư là nghề nghiệp tả ác một điểm này hai người đều đã nghĩ tới cho nên sau khi lock ao phân biệt lợi dụng con đường của mình điều tra người này Mắt tạ Linh Hy sáng lấp lánh, có loại vui sướng suy đoán của mình được tán đồng, nói. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em cho rằng, đối phương cùng xấu hổ làm cha hẳn là thuộc về cùng loại người. Nhưng mà, cái này vẫn như cố ẩn chứa phiêu lưu. Nguyên tủy ca ca, nguy hiểm hẳn là ở trong phạm vi có thể khống chế, nếu phiêu lưu rất lớn, xấu hổ làm cha sẽ không ở trước khi chết nhờ anh, ông ta đã làm như vậy, nhất định là có nắm chắc. Tạ Linh Hy cố ý chạy tới Tùng Hải đó là ý thức được vô ngân đại sư có thể thuộc về nghề nghiệp tà ác, sợ hắn bị vương thái ca ca biến thành KPI, coi như là trả ân cứu mạng cho xấu hổ làm cha. Mà Trương Nguyên Thanh đáp ứng cô, là cảm thấy bên người tạ ra đại tiểu thư quá nửa có linh cảnh hành giả bảo hộ, có cô đi cùng, có thể giảm bớt một chút phiêu lưu. Em chừng nào xong việc, ngày mai đi bái phỏng vị cung chủ kia, ngày kia có rảnh. Tạ Linh Hy cầm cái muỗng nhỏ, múc một miếng đầu ngọt trắng miệng, vừa nhấm nháp mỹ vị, vừa chống má, chăm chú nhìn người trẻ tuổi đối diện. Nguyên Thủy ca ca, anh thật lợi hại, liên tục vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, người ta sùng bái anh quá đi. Biết mình là người mới rõ đầu rõ đuôi, lại tuyệt đối không đề cập tới chuyện mình ở trong linh cảnh tự xưng hành giả kinh nghiệm phong phú, đây là IQ cao. Trương Nguyên Thanh cũng ăn một miếng đầu ngọt, nghĩ cô vừa rồi nịnh hót cùng lấy lòng, không khỏi cảm khái cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ, đẳng cấp không thấp. Loại cô gái lúc nào cũng nâng bi bạn, sùng bái bạn, thật ra khó chơi nhất, bởi vì bạn không tiện từ chối đối phương, đàn ông bình thường khẳng định bị ăn chặt. Nhưng Trương Nguyên Thanh không phải người thường, hắn là kẻ nhiều kinh nghiệm xã giao. Em gái Linh Hy, em xem, đêm nay trăng rất đẹp, em đã sùng bái anh như vậy, không bằng đêm nay anh ở lại ngắm trăng cùng em đi, số phòng của em là bao nhiêu. Nguyên Thủy ca ca, em, em vẫn là đứa trẻ. Tạ Linh Hy đỏ mặt, khéo quá, anh cũng là đứa nhỏ. Trong lòng Tạ Linh Hy thở dài, cô thích phương thức lấy lui làm tiến nắm giữ quyền chủ đạo, ai có thể từ chối một cô gái sùng bái bạn đưa ra đối với bạn một ít yêu cầu không quá phận chứ. Trước để người đàn ông lâng lâng, liền dễ nắm bắt. Tuy chưa từng yêu đương, nhưng cô rất am hiểu cách thức nam nữ ở chung, mẫu thượng đại nhân chính là cao thủ thứ này, là loại cường giả đẳng cấp cao đánh chồng một cái tát, còn có thể dỗ chồng, cũng khiến đối phương cảm thấy mình là chủ nhân gia đình. Tạ Linh Hy mưa dầm thấm đất, tập hợp 7-8 phần tinh túy của mẫu thượng, dùng thuật này đối phó trưởng bối người cùng trang lứa, trước giờ đều thuận lợi. Nhưng ở chỗ nguyên thủy ca ca, tựa như không quá hữu đắc. Hắn sẽ nương nịnh hót của bạn trèo lên trên, chơi lại bạn một vố. Đương nhiên, tạ Linh Hy quả thật có chút sùng bái chàng trai so với mình chỉ lớn hơn vài tuổi này. Trao đổi phương thức liên hệ một phen, sáng ngày kia anh sẽ tìm đến em. Trương Nguyên Thanh sau khi trao đổi số điện thoại di động với cô, rời khỏi khách sạn. Trương 173, hướng tới mục tiêu 2. Rời khỏi khách sạn, trên đường ngồi xe MPV về nhà, Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại di động cho Lý Đông Trạch. Đội trưởng, em từ khách sạn rời khỏi rồi, đang muốn về nhà. Lý Đông Trạch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mỉm cười chiêu chọc. Cho nên, anh có phải nên gọi em người ở rể tạ ra hay không? Anh cùng quan nhã đều có thể nhìn ra, vị đại tiểu thư kia rất có hảo cảm đối với em nha. Trương Nguyên Thanh phát sầu nói, so sánh với người ở rể tạ ra, em càng muốn làm người ở rể quan ra hơn. Lý Đông Trạch ngẩn ra, giọng điệu như thường nói. Vậy em phải cố gắng thêm. Lý Đông Trạch nghe ra được, thằng nhóc nguyên thủy này là đang thử thân phận quan nhã, cậu ta là làm sao biết quan nhã thân phận không tầm thường. Nhìn từ trước mắt, nguyên thủy chỉ là biết quan nhã thân phận bất thường, nhưng không biết quan hệ của cô với phó bách phu trường. Trương Nguyên Thanh cười ha ha, lướt qua đề tài này, sau đó nghiêm mặt nói. Em ngày kia cần đi ra ngoài chơi với cô bé tạ ra kia, đại khái một ngày thời gian có thể quay về. Cô ấy chỉ tên nói họ muốn em tiếp đái, bầu bạn cô ấy cho tốt đi. Lý Đông Trạch chưa phản đối, Trương Nguyên Thanh chợt yên tâm, đội trưởng không phản đối, nói rõ danh tiếng tả ra cũng không tệ. Hắn tiếp tục thăm dò chuyện thứ hai. Đội trưởng, em sau khi vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, thuận lợi tấn thăng cấp 2, hơn nữa thưởng một món đạo cụ không tệ. Tấn thăng cấp 2, Lý Đông Trạch thở dài một tiếng, một cái nhiệm vụ thăng một cấp, tốc độ tấn thăng của em, thật sự làm người ta hâm mộ. Ừm, chỉ là hâm mộ tốc độ thăng cấp, em thường xuyên ghép vào linh cảnh cấp S, thì làm người ta thương hại, cho nên. Em muốn gia nhập trong hành động lùng bắt hắc vô thường, một mặt là góp một viên gạch cho công tích của đội 2, một mặt khác là rèn luyện bản thân. Trương Nguyên Thanh vội nói, Lý Đông Trạch chưa phản đối, trần chờ một phen, chiến lược của thần giả du cấp 2 mạnh hơn, so với nghề nghiệp khác cung cấp, em quả thật có tư cách tham dự vào. Nhưng người phụ trách chuyện này là cấp chấp sự, anh không làm chủ được, ngày mai thay em báo cáo cho phó bách phu trưởng, xem quyết định của cậu ta. Cảm ơn đội trưởng, cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện lái xe đi không đúng đường cao tốc, nhíu mày nói. Làm sao vậy, lái xe hàng ghế trước đáp lại, đi đường vòng một chút, phòng bị bám đuôi, phòng bị bám đuôi, ừm, danh tiếng mình bây giờ càng lúc càng lớn, người biết mình ở tổ hai khu Khang Dương không ít, tương lai đi tới đi lui đơn vị cùng gia đình, quả thật phải chú ý phương diện bám đuôi này. Trương Nguyên Thanh nhớ chi tiết này ở trong lòng. Một giờ sau, lái xe đưa hắn về tiểu khu, Trương Nguyên Thanh vào thang máy trở lại tầng lầu tương ứng, vừa từ cửa sổ hành lang, trèo về phòng ngủ của mình. Vành tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến âm hiệu kịch liệt chiến đấu. Ai, hắn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi cửa chính, thật cẩn thận mở ra cửa phòng trộm, thấy bà ngoại không canh giữ ở phòng khách chờ hắn, nhất thời như chút được gánh nặng, vặn mở cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Giang Ngọc Nhị ngồi khoanh chân ở trước tivi, ôm tay cầm, cách cách cách, chơi game. Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Giang Ngọc Nhị nghiến răng nghiến lợi nói. Boss trong trò chơi là một cậu bé tan học không trở về nhà, chỉ biết lêu lỏng ở bên ngoài, gì muốn chém chết nó. Cháu giúp gì cùng nhau chém, Trương Nguyên Thanh mặt dày đi qua, cút, Giang Ngọc Nhị vặn vòng eo nhỏ, nửa thân trên bất động, tiếp tục ôm tay cầm chơi game, đôi chân dài nghiêng đến phía sau, đá mạnh một trận, bày ra lực hông kinh người. Trương Nguyên Thanh cầm bàn chân nhỏ mát lạnh, nâng nhẹ một cái, cô liền ai ra một tiếng ngã ngửa xuống đất. Hắn thuận thế ngồi xuống, cầm lấy một cái tay cầm khác, một lần nữa bắt đầu trò chơi. Giang Ngọc Nhị ngồi thẳng người, đầu ngón tay rụi rỉ mắt, hừ nói. Đi đâu lêu lỏng, hai người ngồi sóng vai, chăm chú nhìn tivi, vừa chơi game vừa nói chuyện. Hôm nay ăn cơm với một nữ sinh cấp 3, nghe nói cháu là sinh viên đại học Tùng Hải, cực kỳ sùng bái cháu, cứng rắn muốn kéo cháu đi khách sạn phụ đạo em ấy làm bài tập, đặt còn là khách sạn năm sao, ai, cháu sao có khả năng có tiền thuê phòng. Cho nên mày liền trở lại, không, cháu để em ấy trả tiền, mày đi chết đi, 7 rưỡi sáng, bên bàn ăn, Giang Ngọc Nhị mồm cắn bánh quẩy, quể oải đầu óc gật gà gật gù, như con gà mái con mổ thóc. Mày có phải lại thức đêm hay không, cũng nói không phải cuối tuần không cho thức đêm, mẹ nói có phải vô dụng hay không. Bà ngoại dăn dậy con gái, lúc này, cháu ngoại ngáp đi ra khỏi phòng. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, còn đang thức vì chuyện hôm qua, nhưng thanh lý môn hộ không tiện làm trước mặt người nhà, liền mặt mũi âm trầm vào nhà bếp bưng cháo nóng tới cho cháu ngoại, gọi là cho nó ăn bát cơm chặt đầu sao. chương 174, hướng tới mục tiêu 3. Vài phút sau, bà ngoại nhìn con gái cùng cháu ngoại ngồi song song, cùng nhau gật gù, giận tím mặt. Bọn bây tối hôm qua làm gì? Giang Ngọc Nhị cứ vào phòng cháu chơi game, Trương Nguyên Thanh cứ muốn con vào phòng nó chơi game, hai người chăm miệng một lời. Sau đó bọn họ liền nội chiến, Trương Nguyên Thanh túm tóc gì trẻ, Giang Ngọc nhỉ cào mặt cháu trai. Ông ngoại cùng anh họ tập mãi thành thói quen, bình tĩnh ăn cơm. Hai ngày sau, 8 giờ sáng, sớm gửi tin nhắn liên hệ Trương Nguyên Thanh gọi xe tới dưới lầu khách sạn Hoa Vũ, không đợi bao lâu, tạ Linh Hy liền từ trong cửa xoay tròn đi ra. Cô hôm nay mặc quần thể thao màu đen, áo thun màu trắng, áo khoác kiểu nữ màu trắng, đi giày chạy màu trắng. Trang phục vận động nhẹ nhàng, mái tóc đen dài thẳng cũng cột thành đuôi ngựa, theo chạy chậm, lắc qua lắc lại. Đáng nhắc tới, trên đầu cô còn đeo một cái tai nghe kiểu đội đầu màu trắng tinh xảo, không biết còn tưởng cô ra ngoài chạy bộ. Nguyên Thủy ca ca, em bảo lái xe lấy xe rồi. Tạ Linh Hy dừng lại ở trước mặt hắn, cười ngọt ngào. Gặp được vị cung chủ kia rồi, Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu, thất vọng nói cô ấy không gặp em. Thế giao bằng nhựa, Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng. Đương nhiên không phải, Tạ Linh Hy phồng má trừng mắt, là vì người hạ hầu ra vùng duyên hải đến tùng hải tìm cô ấy gây phiền toái cô ấy cần chuẩn bị chiến kẻ địch mạnh liền không gặp em hạ hầu ra đầu óc trương nguyên thanh xoay chuyển nhớ tới đây là gia tộc thế nào bởi vì vượt qua linh cảnh cấp s quyền hạn của hắn đã tăng lên bởi vậy có thể đọc một ít tư liệu cấp bậc giữ bí mật khá cao ở trong thế giới của linh cảnh hành giả trong trận doanh nghề nghiệp hợp pháp sức ảnh hưởng lớn nhất là ngũ hành minh cùng thái nhất môn hai tổ chức chính phủ lớn tiếp theo là năm gia tộc lớn chúng nó phân biệt là nghề nghiệp học sĩ, ba nhà triệu, lưu, hạ hầu. Nghề nghiệp nhạc sĩ, hai nhà hạ, chu, gia tộc chỗ cung chủ chỉ sát cung, trên tư liệu không có ghi lại, đại khái là vì rất nhiều năm trước đã xóa tên. Con trai trưởng hạ hầu ra, tháng trước bị cung chủ đánh phế đi, giờ không phải tới đây trả thù sao. Tạ Linh Hy tràn đầy lo lắng, hạ hầu ra kinh doanh nhiều năm, cao thủ đông đảo, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, mà chỉ sát cung dù sao chỉ là tổ chức địa phương Tùng Hải, nếu muốn đánh, ngũ hành minh khẳng định là đứng về phía hạ hầu gia. Thực lực của chỉ sát cung, so với hạ hầu gia vẫn thua kém rất nhiều, xem ra chỉ sát cung có phiền toái rồi. Trương Nguyên Thanh thấy một chiếc xe MPV xa hoa chạy đến, liền nói. Đây không phải chuyện chúng ta cần cân nhắc, xe đến rồi. Đích đến lần ra ngoài này, là thành phố Kim Sơn. Ở phía bắc Tùng Hải, lộ trình không xa, ngồi tàu hỏa cao tốc chỉ cần 25 phút, lái xe khoảng 1 giờ liền có thể đến. Bọn họ ở chín dưới tới đích, đây là một khách sạn nhỏ xây ở ngoại ô, đèn biển hiệu khảm ở đỉnh chóp cửa chính viết khách sạn vô ngân. Đợi xe MPV đỗ lại, Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy xuống xe, tới sảnh trước khách sạn. Hai vị muốn phòng như thế nào? Quầy lễ tân là một cô gái tươi đẹp 3035 tuổi, trên mặt mang theo mỉm cười chuyên nghiệp, mắt tròn mà cuốn hút, bộ ngực cao ngất, rất có ý nhị. Không ở, chúng tôi tìm người. Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề, hạ giọng tìm vô ngân đại sư cô gái tươi đẹp ở quầy vẫn mỉm cười như cũ nhưng đôi mắt tròn mà quyến rũ nheo lại ánh mắt tựa như cũng trở nên sắc bén như đao chúng tôi nơi này không có ai tên vô ngân cô nói từng chữ một không khí xung quanh giống như ngưng kết trương nguyên thanh và tạ linh hy đồng thời cảm giác được áp lực cực lớn bọn họ có loại ảo giác bị sói đói nhìn chằm chằm cái này không phải cảm giác áp bách giai đoạn siêu phàm có thể có nhỉ một người quầy lễ tân cấp bậc cũng cao như vậy hít sâu một hơi trương nguyên thanh nói xấu hổ làm cha nhờ tôi chuyển lời cho vô ngân đại sư. Theo câu này, cảm giác áp bách bao phủ ở sảnh trước tiêu tán hết, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy hơi nhẹ nhàng thở ra, loại cảm giác nguy cơ bị sói đó chăm chú nhìn kia không còn nữa. Cô gái đứng quầy nheo mắt, đánh giá nam nữ trẻ tuổi cách một cái quầy, lại không giấu vết liếc nhìn bên ngoài khách sạn một cái. Tôi biết rồi, hai vị khách nhân chờ chút, cô thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt để lại câu này, đi vào chỗ sâu trong khách sạn, tiếng giày cao gót cộp cộp càng lúc càng xa. Hồ Tạ Linh Hy phun ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấp giọng nói. Nguyên Thủy ca ca, em, em đột nhiên nhớ tới một việc. Trương Nguyên Thanh liếc cô, Tạ Linh Hy nói ra suy đoán của bản thân, chúng ta chưa tra được tư liệu, vô ngân đại sư, có một loại khả năng như vậy hay không, không phải hắn không nổi tiếng, mà là, mà là quyền hạn của chúng ta quá thấp. Trương 175, cứu rỗi một, một lễ tân đã có được uy áp đáng sợ như thế, vị vô ngân đại sư kia là cấp bậc gì, có thể nghĩ mà biết trương nguyên thanh sắc mặt ngưng trọng gật đầu anh cũng nghĩ tới rồi cho nên vừa rồi đang định đào tẩu hơn nữa anh rất có lòng tin đào tẩu a à, tạ linh hy cả kinh trận to đôi mắt sáng em vừa rồi hoàn toàn chân như nhũn ra căn bản không có ý niệm chạy trốn chỉ muốn giúp đầu trốn vào trong nách của anh cho nên anh mới có lòng tin đào tẩu nha anh chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm hắn giang cánh tay kẹp đầu tạ linh hy ở dưới nách hỏi như vậy có thể cho em cảm giác an toàn hay không? Nguyên Thủy ca ca, thả em ra, mau thả em ra, mất mặt quá. Tạ Linh Hy dùng sức giấy ruộng, cô rút đầu từ dưới nách Trương Nguyên Thanh ra, chỉnh lại tai nghe kiểu đội trên đầu bị nghiêng lệch, hạ giọng. Nguyên Thủy ca ca, tai nghe của em là đạo cụ, có thể nghe lén toàn bộ động tĩnh trong phạm vi 500 mét. Cô tập trung tinh thần nghe, nhỏ giọng nói, cô gái kia vào thang máy rồi, thang máy dừng ở lầu 4, cô ấy mở ra cửa gian phòng thứ hai bên trái thang máy. Cô ấy biến mất rồi, tạ Linh Hy ngừng mặt, kinh ngạc nói cô ấy biến mất không thấy nữa. Biến mất không thấy, là gian phòng đó ngăn cách bên ngoài xem xét, Trương Nguyên thành vỗ vỗ bả vai cô bé, ý bảo cô an tâm một chút chớ nóng vội. Hai người yên lặng chờ đợi, trong quá trình đó, tạ Linh Hy liên tiếp nhìn về phía ngoài khách sạn, xác nhận vệ sĩ gia tộc mang đến vẫn luôn chú ý mình, trong lòng mới thoáng có cảm giác an toàn. Đại khái 10 phút sau, cô hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói cô ấy đi ra rồi. Lại qua vài phút, Trương Nguyên Thanh nghe thấy thang máy đinh một tiếng, thang máy quay về lầu một, tiếp đó tiếng giày cao gót của cuộc vang lên, bà dì nhan sắc tươi đẹp quay về sảnh trước, nhìn bọn họ, nói. Đi theo tôi đi, ánh mắt cô lạnh nhạt đảo qua các bạn trẻ vẻ mặt ngưng trọng, à một tiếng, nếu sợ, các người cũng có thể dẹp đường về phủ rồi. Trương Nguyên Thanh cười nói, chị mặt hiền lành tâm lương thiện, vừa nhìn là biết người tốt, bọn em không sợ. Tạ Linh Hy nhu nhược nói, gì, chúng cháu chỉ là đến chuyển lời, không có ác ý. Vẻ mặt cô gái chuyển sang nhu hòa, hơi gật đầu, dẫn theo bọn họ vào thang máy, tới lầu 4. Cô đứng ở trong hành lang, nhìn về phía gian phòng thứ hai bên trái thang máy, nói. Vào đi, Trương Nguyên Thanh thấy thẻ số ở cửa, 404. Tên rất hay, khóe miệng hắn giật một cái, kéo tạ Linh Hy tới cạnh cửa, vặn mở tay nắm. Giang rác khoảnh khắc tiếng lưỡi khóa bạt lên rất nhỏ vang lên, giống như có một luồng lực lượng trầm tĩnh mà cường đại bao phủ quét tới, cảnh vật trước mắt nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thảm trong hành lang biến thành sứ men xanh mộc mạc, bức tường quét sơn màu trắng biến thành kết cấu hỗn hợp gạch cùng gỗ, ánh đèn sáng biến thành ánh nến lấp lánh. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy ngạc nhiên nhìn quanh, bọn họ đang ở trong đại điện một tòa chùa miếu, khung đỉnh cao 78 m mét là khung trang trí hoa nổi cuộn tròn, vẽ thần Phật đầy trời. Dưới khung trang trí là một pho tượng đại Phật màu vàng cao 5 mét, niêm hoa mí mắt sụp xuống, thần thái giống như từ bi giống như uy nghiêm giống như lạnh lùng giữ tợn. Bàn cống phẩm đốt 18 cây nến trắng kiện, ánh nến sáng ngời. Dưới đại Phật có bổ đoàn, một tăng nhân áo cà sa màu xanh ngồi xếp bằng trên đó, thân hình cao lớn, chỉ là ngồi xếp bằng, đã cao bằng tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy lặng yên nhìn nhau, trong mắt có hoảng sợ cùng ngưng trọng. Một khắc trước bọn họ còn ở trong hành lang khách sạn, ngay sau đó đã xuất hiện ở trong chùa miếu xa lạ. Nếu không phải bên tai không có tiếng phó bản nhắc nhở, hai người cũng phải hoài nghi mình lại vào linh cảnh làm nhiệm vụ rồi. Vị vô ngân đại sư này so với mình tưởng tượng còn khủng bố hơn, cái này con mẹ nó là linh cảnh hành giả cấp bậc gì mới có thủ đoạn như vậy. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng mặc nạp y màu xanh, giọng điệu cung kính. Là vô ngân đại sư phải không? Thần dạ du cùng nhạc sĩ, các ngươi là người tổ chức chính phủ. Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, giọng điệu rất quái lạ, như đang chịu đựng sự đau đớn nào đó. Phải, Trương Nguyên Thanh không dám giấu giếm, trong điện im lặng mười mấy giây, giọng nói trầm thấp khàn khàn một lần nữa quanh quẩn. Xấu hổ làm cha trước khi chết nói gì, tiếng của Trương Nguyên Thanh không tự giác trầm thấp, ông ấy bảo tôi chuyển lời cho đại sư, rất xin lỗi, tôi đến nay vẫn không biết, sai là tôi, hay là thế giới này. Khi nói câu này, hắn lại một lần nữa nhớ lại ánh mắt trước khi mất của xấu hổ làm cha, ánh mắt đó lóe ra căm hận cùng bi ai. Chương 176, Cứu rỗi khai trong điện có một lúc lâm vào im lặng lâu dài, lặng lẽ đến mức khiến Trương Nguyên Thanh cùng tạ Linh Hy hoảng hốt. Rốt cuộc vô ngân đại sư thở dài một tiếng, tôi biết rồi, tạ Linh Hy do dự một phen, to gan, nhỏ giọng hỏi. Đại sư, ông ấy đối với tôi có ân cứu mạng, ông ấy không phải là kẻ ác, vì, vì sao sẽ trở thành nghề nghiệp tạ ác? Tăng nhân mặc nạp y màu xanh chậm rãi nói, hắn trước kia có một đứa con gái, rất thông minh, rất ngoan ngoán, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập cũng rất tốt khi vào đại học dần dần thay đổi bắt đầu theo đuổi vật chất mù quáng so bì với bạn học vì nuôi con gái xấu hổ làm cha ngày đêm làm lụng liều mạng kiếm tiền nhưng càng ngày càng không thể thỏa mãn nhu cầu của con gái thẳng đến có một ngày hắn phát hiện con gái trên ở mạng mượn rất nhiều tiền bị chụp ảnh không tốt hắn không có sức trả lại chỗ nợ nần đó càng cảm thấy con gái mất mặt xấu hổ làm nhục cho gia đình hai cha con cãi nhau to một trận hắn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con xấu hổ làm cha cho rằng tất cả cái này đều là lỗi của con gái nó trở nên hám làm giàu trở nên ích kỷ trở nên làm người ta không nhận ra được về sau công ty cho vay đã khống chế cô gái kia bức bách cô bán sát thịt không kiêng nể gì đùa bỡn cô ấy làm nhục cô ấy dưới sự tuyệt vọng cô ấy nhảy lầu tự sát xấu hổ làm cha sụp đổ hắn bắt đầu cảm thấy sai là mình nếu có thể cho con gái sinh hoạt vật chất hậu đãi nếu có thể có tiền trả nợ cho con gái tất cả bi kịch này sẽ không xảy ra Hắn vô số lần hối hận buổi cãi nhau đó, lúc ấy nếu có thể an ủi con gái, làm bạn với con gái, có lẽ liền không có chuyện sau đó nữa, là hắn tự tay đẩy con gái vào vực sâu. Sau khi con gái chết, hắn tính tố cáo công ty cho vay kia, tố cáo những kẻ ác tra tấn con gái, bức tử con gái, nhưng công ty cho vay đó ở địa phương rất có năng lượng, hắn đã thua kiện. Hắn tinh thần xa suốt rất lâu, ý thức được sai không phải con gái, là hắn, là thế giới này. Hắn cho rằng, con người là không thể thay đổi hoàn cảnh, con người là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, khi xã hội này cả ngày ở bên tai ngươi gào thét vật chất, gào thét tiền tài, người liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hám làm giàu, trở nên vật chất, không ai có thể ngoại lệ. Con gái của hắn còn chưa vào xã hội, không hiểu được lòng người hiểm ác, bị hướng dẫn tiêu pha, hướng dẫn mượn tiền, cuối cùng mới đi lên con đường không lối về này, thế giới này hỏng triệt để rồi, hắn quyết định tự mình báo thù cho con gái. Hắn xâm nhập công ty cho vay, giết chết kẻ ác từng làm nhục cô, bức tử cô, sau đó thoát khỏi hiện trường, chính là một trận giết chóc đó, khiến hắn đạt được thẻ nhân vật, trở thành mê hoặc chi yêu. Xấu hổ làm cha là người cực đoan, nhưng hắn không phải kẻ ác khát máu, nhưng mà, một khi trở thành nghề nghiệp tà ác, cả đời không có đường lui, hắn ở trên con đường không có lối về này càng đi càng xa, cấp bậc càng ngày càng cao, lại càng ngày càng đau đớn. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp ta, liền đi theo ở bên người ta tu hành, hy vọng có thể hóa giải sự hung ác trong lòng, nhận được cứu rỗi nhưng hắn quá cực đoan hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội lại quật cường không muốn giải hòa với thế giới này có lẽ cái chết với hắn mà nói là nơi trở về tốt nhất khó trách hắn muốn cứu tạ linh hy con gái hắn cùng cô bé này nhắm chừng tuổi tác sắp xỉ hắn vô số lần hối hận lúc trước chưa kéo lại con gái một lần một cú tung người đó cứu không phải tạ linh hy là đứa con gái kia năm đó nhảy lầu tự sát trương nguyên thanh nhìn thoáng qua bé trà xanh tạ linh hy ngẩn người không nói gì mắt đỏ ngầu hắn yên lặng thở dài một hơi nói đại sư tôi cảm thấy hắn đã được cứu rỗi vô ngân đại sư từ đưa lưng về phía hai người chối cho ý kiến nhẹ nhàng phất tay trong tay áo lướt ra hai luồng ánh sáng yếu ớt rơi ở bên chân tạ linh hy cùng trương nguyên thanh hai người chăm chú nhìn lại là hai khối ngọc thạch đen như mực to bằng nửa bàn tay bên trong có ánh sáng yếu ớt màu đen cuồn cuộn biến ảo ra đủ loại hình thái tựa như ảo mộng chỉ nhìn vài giây Tạ Linh Hy cùng Trương Nguyên Thanh liền thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Cảm tạ các người mang về di ngôn của hắn, nó gọi là thông mộng ngọc phù, bóp nát nó, có thể liên lạc ta, gặp được nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp các người một lần. Giới hạn ở thế giới hiện thực, sử dụng trong linh cảnh không có hiệu quả. Vô Ngân Đại Sư thản nhiên nói, rời khỏi đi, chương 177, tư liệu của Vô Ngân Đại Sư một. Tượng Phật, ánh nến bắt đầu vặn vẹo, ùn ùn tan vỡ, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh ghi về tới khách sạn, bọn họ đang đứng ở trước cửa phòng mở rộng, trong phòng là phòng một người tiêu chuẩn. Bên chân hai người có hai khối ngọc thạch màu đen nằm đó. Trương Nguyên Thanh nhặt lên một viên ngọc thạch màu đen, trong tầm nhìn bắn ra một dòng tin tức. Tên, nhập mộng ngọc phù, loại hình, vật phẩm tiêu hao, công năng, triệu hồi cảnh trong mơ. Giới thiệu, đạo cụ con do máy chế tạo ác mộng sản xuất ra, có thể mở ra một thông đạo nối tiếp cảnh trong mơ của chủ thể. Ghi chú, có một ngày, vị tồn tại không thể miêu tả nào đó, ngẫu nhiên đọc một quyển truyện tranh tên là Máy chế tạo ích mộng, có cảm hứng, vì thế máy chế tạo ác mộng liền xuất hiện. Đạo cụ lĩnh vực cảnh trong mơ, nếu nhớ không lầm, cảnh trong mơ hình như là năng lực nghề nghiệp ảo thuật sư, vị vô ngân đại sư này là ảo thuật sư. Trương Nguyên Thanh Thu lại ngọc phù, nhìn về phía tạ Linh Hy bên cạnh, nói. Đi thôi, lại gật đầu với cửa cô gái xinh đẹp ở cửa thang máy. Quấy dày rồi, chúng tôi hôm nay chưa từng tới, càng không biết khách sạn này tồn tại. Cô gái xinh đẹp quyến rũ a à một tiếng, rất hiểu chuyện. Cô ấn cái nút đi xuống của thang máy, dẫn theo Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy quay về lầu 1. Chờ ngồi trở lại trong xe, khách sạn vô ngân phía sau càng lúc càng xa, cuối cùng không thể nhìn thấy, thân thể căng thẳng của Tạ Linh Hy mới thả lỏng, nói. Nguyên Thủy ca ca, vô ngân đại sư kia hẳn là một vị ảo thuật sư, cấp bậc rất cao rất cao. Cô lấy ra ngọc thạch màu đen, cảm khái nói cũng không biết tương lai gặp được nguy hiểm, có nên dùng nó hay không. Tuy vị vô ngân đại sư kia chưa thương tổn bọn họ, nhưng dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác, làm người ta kiêng kỵ phát ra từ trong lòng. Thực đến thời khắc nguy cơ sống chết, tự nhiên phải dùng, dù sao kết quả sẽ không so với chết càng kém hơn. Trương Nguyên Thanh nói, tạ Linh Hy gật gật đầu, có chút thương cảm nói. Em lúc còn nhỏ, đã nghe các trưởng bối nói, nghề nghiệp tà ác là tội phạm hai tay dính đầy đẫm máu, chặt làm trăm ngàn mảnh cũng không đủ, nhưng em chưa từng nghĩ tới, có một số người phạm sát nhiệt, có lẽ là bị ép, là có nguyên nhân, bọn họ cũng không phải kẻ xấu trời sinh, bọn họ cũng muốn cứu rỗi chính mình. Trương Nguyên Thanh không biết sao nghĩ tới U Hướng Vinh, vị mê hoặc chị yêu này lúc còn trẻ gặp phải bắt nạt học đường tàn nhẫn, xin giúp đỡ mà không có cửa, để lại bóng ma tâm lý thật sâu, tâm tính bởi vậy vặn vẹo, cuối cùng đi lên một con đường không lối về. Nếu năm đó có ai có thể kéo hắn một cái, có lẽ trên đời sẽ bớt đi một kẻ hung tàn u hướng vinh đương nhiên đáng chết bởi vì hắn đã hoàn toàn sụp đổ trở nên tàn bạo khát máu nhưng xấu hổ làm cha thì sao cùng với kẻ tà ác giống xấu hổ làm cha thì sao trương nguyên thanh chậm rãi nói nghề nghiệp tà ác là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại em không thay đổi được hoàn cảnh lớn không thay đổi được nhân tính nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm em càng ngày càng căm hận thế giới này vẻ mặt tạ linh hy thất vọng câu này rất hiện thực nhưng cũng rất vô lực cô vốn tưởng nguyên thủy ca ca sẽ chút canh gà cho cô canh gà ở loại thời điểm này hữu dụng nhất, bởi vì có thể san bằng đi phiền muộn tích lũy trong lòng. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng, hoàn cảnh lớn không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân. Sau khi hiểu biết càng sâu hơn đối với nghề nghiệp tà ác, anh tin tưởng em đã rõ như thế nào đối mặt chính xác quần thể này, tương lai gặp được nghề nghiệp tà ác giống xấu hổ làm cha, tận khả năng cho sự giúp đỡ. Tạ Linh Hy lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiếp theo lại giả làm cô gái nhu nhược, nũng nịu nói. Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại, rõ ràng tuổi không lớn, lại rất có chủ kiến, không giống em, chỉ biết đau lòng bọn họ. Nhìn cô gái vẻ mặt yếu đuối mềm mại, Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, cái loa trong túi bỗng nhiên phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, ngay sau đó tiếng ca trầm thấp quanh quẩn ở trong thùng xe. Luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan, luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan, bài hát, thủy thủ, câu đơn tuần hoàn, sắc mặt tạ Linh Hy nhất thời cứng ngắc, à, đây là món đạo cụ kia chúng ta ở bãi đỗ xe ngầm tìm được, nó luôn ù ù cả cạc phát ra âm thanh. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng, tạ Linh Hy, xe của tạ ra đưa hắn đến cửa chính văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, tạ Linh Hy thò cái đầu quả dưa ra khỏi thùng xe, phất tay nói. Nguyên Thủy ca ca, em mấy ngày nay đều sẽ ở Tùng Hải, anh có thời gian phải tới chơi với em nha. Ok, Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ, vẫy vẫy tay, xoay người vào văn phòng cảnh sát. Chương 178, tư liệu của Vô Ngân đại sư 2 Mới vừa tới gần tòa nhà thủy tinh, hắn liền nghe được từng đợt tiếng hoan hô, tiếng cười vui, ồn ào mà náo nhiệt, như là đang tổ chức party. Chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh ôm nghi hoặc tiến vào tòa nhà thủy tinh, hắn thấy khu vực làm việc không có một bóng người, các chị cùng các dì trẻ tuổi đều tụ tập ở khu giải trí, về đội trưởng, quan nhã cùng vương thái ở giữa. Trên bàn bày bánh ngọt, món ngon, rượu nước phong phú vô cùng, trong tay mọi người cầm chén rượu, hoặc ăn món ngon, nói cười, không khí nhiệt liệt. Ồ, công thần của chúng ta đến rồi, mọi người hoan nghênh. Lý Đông Trạch nhìn về phía cửa, dẫn đầu vỗ tay. Bốp bốp bốp, trong tiếng vỗ tay kịch liệt vang vọng, các nhân viên văn chức cười nhiệt tình. Trương Nguyên Thanh giật mình, thử nói tiền thưởng cùng công huân xuống rồi. Quan nhã mỉm cười gật đầu. Oh my God, Thượng Đế ơi, ngài là nghe thấy con cầu nguyện sao, đúng vậy, ngài nhất định nghe thấy rồi. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, mặt mày vui vẻ. Lý Đông Trạch, hắn nắm thật chặt gậy trống, cuối cùng buông ra, lựa chọn đầu nhập đến trong party. Kết thúc party, Trương Nguyên Thanh ướn cái bụng tròn vo, quay về lầu 2, thoải mái nằm ở ghế làm việc, hỏi. Đội trưởng, tiền thưởng cùng công huân của em là bao nhiêu, có danh sách hay không? Lý Đông Trạch nhìn về phía quan nhã, quan nhã liền mở ra laptop màu hồng của mình, đặt ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vội ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình laptop. Vượt qua đường hầm xà linh, công huân cấp D, tiền thưởng 50.000 thưởng cá nhân đánh gục U hướng Vinh, công huân cấp D, thưởng 300.000 thưởng đoàn đội. Vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, công huân cấp B, thưởng 500.000 thưởng cá nhân. Đường hầm xà linh là linh cảnh thí luyện thần dạ du, giá trị sau lưng nó là đạt được danh ngạch thần giả dạ du tương lai đường hầm này sinh ra cho ngũ hành minh, cùng với tình báo sơn thần nương nương sống lại. Nhưng bởi vì phần tình báo này dùng để trả nhân tình, bởi vậy ngũ hành minh trên thực tế không bán ra giá cao, chưa thu hoạch lợi ích trực tiếp, cho nên cho công huân cấp D, Đánh gục ưu hướng vinh thuộc về công huân đoàn đội, 200.000 tiền thưởng, Trương Nguyên Thanh được chia 100.000, 200.000 còn lại toàn đội chia đều, bao gồm nhân viên văn chức. Lý Đông trạch rất vui vẻ, bởi vì tiền lời lớn nhất của công huân đoàn đội, trừ người lập công, chính là hắn vị đội trưởng này. Công huân đoàn đội càng nhiều, hắn vị đội trưởng này cơ hội thăng chức càng lớn. Đây là nguyên nhân vì sao Thanh Đằng Bạch Long các đội trưởng đỏ mắt với hắn như thế, nhân tài dưới trướng càng nhiều, lợi ích của đội trưởng càng lớn mà một cấp dưới thiên tư suốt chúng là có thể dẫn dắt đội trưởng nằm mà thắng lợi. Vượt qua công viên trò chơi kim thủy công huân cấp B thì lợi hại rồi, trên lý luận mà nói, công huân cấp B là cực hạn bình thường hành giả chính phủ có thể lấy được, dù là hành giả cấp chấp sự cũng phải thèm thuồng công huân cấp B. Có thể nói, chỉ cần trương nguyên thanh tấn thăng thần giả du cấp 3, hắn liền nhất định có thể trở thành cấp đội trưởng. Rất nhiều hành giả chính phủ cấp 3, đến nay còn lăn lộn ở trong thành viên tinh anh, bởi vì thiếu công huân không thể thăng chức ba cái công huân, tổng tiền thưởng là 650.000, má của con ơi, con đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trái tim Trương Nguyên Thanh đập thình thịch, quan nhã bên cạnh vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói. Hôm nay party ăn nhiều quá rồi, buổi tối ngày mai em mời khách, chị muốn hung hăng giết em một bữa. Trương Nguyên Thanh liếc xéo cô một cái, cô gái, cô đang nói chuyện với ai, cô làm sao dám dùng giọng điệu tùy ý như thế, nói chuyện với một phú ông giá trị con người 65 vạn. Thằng nhóc này đủ hai nha, Quan Nhã khẽ cắn môi, Lý Đông trạch mỉm cười nhìn một màn này, nói: "Công huân đã phê xuống, quyền hạn của em cũng tăng lên, có thể xem xét tư liệu cấp bậc cao hơn, để sau em tự mình đi cơ sở dữ liệu lục lọi. Mặt khác, em muốn tham dự đề nghị lùng bắt hắc vô thường, sáng nay phó bách phu trưởng đã phê chuẩn, về sau liền đi theo anh cùng Quan Nhã cùng nhau hành động." Phó bách phu trưởng đồng ý rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, có một lãnh đạo thưởng thức bạn quả thật là một chuyện làm người ta vui sướng, cái này ý nghĩa đại bộ phận thỉnh cầu của bạn đều sẽ được cho phép. Nhìn theo Lý Đông Trạch trở lại văn phòng, Trương Nguyên Thanh xoa cái bụng tròn vo, bỗng nhiên nghĩ đến, lấy quyền hạn của hắn bây giờ, có thể tra được tin tức của vô ngân đại sư hay không? Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức mở ra cơ sở dữ liệu chính phủ, nhập vào mật mã tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở ô tìm kiếm, đưa vào vô ngân đại sư. Khác với lần trước chưa tìm thấy được tư liệu tương quan, lần này nhảy ra một dòng tin tức. ID, chuyện cũ vô ngân, không dấu vết, ảo thuật sư cảnh giới chúa tể, tội phạm truy nã cấp C. Ghi chú, người này từng làm bị thương nặng trưởng lão xích hỏa bang, không hiếu sát, không có định ý mãnh liệt đối với nhân viên tổ chức chính phủ, nếu gặp người này, chớ chiêu chọc, tránh đi là được. Cảnh giới chúa tể, con người trương nguyên thanh bỗng co rụt lại, chương 179, xung đột 1, ở trong phân chia cấp bậc của linh cảnh hành giả, cấp 13 là giai đoạn siêu phàm, cấp 46 là giai đoạn thánh giả, Cấp 79 là giai đoạn chúa tể. Cấp bậc chấp sự ở giai đoạn thánh giả, trưởng lão là chúa tể, trên chúa tể là cái gì? Trương Nguyên Thanh không quá rõ, không có quyền hạn tìm đọc, nhưng hắn suy đoán hẳn là cấp bậc chỗ năm vị minh chủ. Mặt khác, dựa theo số lượng chấp sự để phỏng đoán, Ma Quân và phán quan mắt quỷ hẳn là ở cảnh giới chúa tể, nếu chỉ là cảnh giới thánh giả, ngũ hành minh không đến mức coi trọng như thế. Đáng nhắc tới, cùng giai đoạn khác cấp bậc, thực lực chênh lệch là rất lớn ví dụ như giai đoạn siêu phàm, cấp 2 có thể nghiền áp cấp 1, cấp 3 có thể treo lên đánh cấp 2, đạo cụ và nghề nghiệp khắc chế không tính ở bên trong. Ảo thuật sư là một trong những nghề nghiệp đỉnh cao, mạnh hơn so với hỏa sư, vô ngân đại sư mặc dù ở cảnh giới chúa tể, cũng không tính là kẻ yếu. Trương Nguyên Thanh từng nghĩ vị ảo thuật sư này bất thường, nhưng không ngờ cấp bậc cao như vậy. Đổi cái góc độ để nghĩ, có thể mời nổi vị nhân vật cấp chúa tể này ra tay một lần, tương đương với thêm một tấm miễn tử kim bài đáng tiếc không thể sử dụng ở trong linh cảnh. Cái này trái lại có thể hiểu được, linh cảnh thuộc về phó bản máy rời, cho dù là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, cũng không có khả năng giữa đường sông vào. Ngoại trừ tam đạo sơn nương nương loại boss dân bản xứ này. Trương Nguyên Thanh vừa cảm khái, vừa xóa đi giao diện, tiếp theo tìm cơ chế nhiệm vụ linh cảnh. Sau khi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, linh cảnh nhiều người một tháng mở ra một lần, linh cảnh một người ba tháng mở ra một lần, cùng tháng linh cảnh một người mở ra, linh cảnh nhiều người sẽ không mở ra mỗi lần nhiệm vụ cách không dưới nửa tháng quy luật linh cảnh hành giả vào phó bản là nhiều người nhiều người một người lấy cái này tuần hoàn cũng chính là nói linh cảnh hành giả 3 tháng gặp phải một lần nguy cơ sinh tử nếu vận khí tốt ghép đến linh cảnh một người độ khó thấp tỷ lệ tử vong cũng không cao nhiều nhất chỉ là thăng cấp chậm một chút ừm um, vẫn ổn mỗi nhiệm vụ cách không ít hơn nửa tháng mình vừa vượt qua công viên trò chơi kim thủy trong nửa tháng không cần lo lắng nhiệm vụ Hắn tiếp tục đọc, đạt tới cấp bậc đỉnh phong mỗi một giai đoạn, muốn nhảy tới giai đoạn cao hơn, phải tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn, phó bản đó có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia, phó bản giết chóc cỡ lớn một năm mở ra một lần. Ghi chú, trung tâm của phó bản này là trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác săn giết lẫn nhau, nhưng bản thân phó bản tồn tại nguy hiểm cùng lợi ích thật lớn. Phó bản giết chóc cỡ lớn, anh binh từng nhắn lại cho mình, bảo mình vượt qua ít nhất một lần phó bản giết chóc lại đi tìm anh ấy. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước đó còn tưởng phó bản giết chóc cỡ lớn là linh cảnh một người phiêu lưu cao tiền lời lớn nào đó. Hắn ở dí văn phòng đến 2 giờ chiều, gọi xe đi bệnh viện một chuyến, thử siêu độ vong hồn, tăng lên giá trị kinh nghiệm, ngạc nhiên phát hiện, linh thể người thường, mang đến giá trị kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ. Trương Nguyên Thanh một hơi siêu độ 10 vị vong linh, giá trị kinh nghiệm tăng lên không đủ 1%. Tiểu quái của tân thủ thôn đã không thể thỏa mãn mình, xem ra phải cắn nuốt linh cảnh hành giả hắn chuồn đến nhà vệ sinh, dùng chày phục ma một lần, tịnh hóa ô nhiễm tinh thần linh thể mang đến. 7 giờ tối, bàn ăn, Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, bảo nó chơi ở trong phòng khách. Khụ khụ, bà ngoại đang hắng cổ họng, tuyên bố nói, bà có một người chị em lâu năm, cháu gái bà ấy tuổi sấp xỉ với Nguyên Tử, đang học năm thứ hai đại học, bà tính giới thiệu cho Nguyên Tử. Dì trẻ há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn mẹ, ông ngoại cùng anh họ ngoáy lỗ tai, còn có loại chuyện tốt này trong lòng trương nguyên thanh mừng rỡ ông ngoại nhíu mày nói nó bây giờ lấy việc học làm trọng bà không thể bởi vì ngọc nhi cùng nguyên quân không chịu cố gắng liền muốn ở chỗ nguyên tử tìm lại cân bằng không chịu cố gắng trần nguyên quân liếc ông nội một cái ông nội ngày thường không thèm để ý đối với hắn cùng cô trẻ tìm đối tượng thì ra là thấy ở trong mắt gấp ở trong lòng bà ngoại khoát tay dùng sức mạnh gạt đi ý kiến mọi người tôi đã quyết định tôi là nghĩ cho nguyên tử sắc mặt ông ngoại không thay đổi nhìn bạn già, tôi là nghĩ cho bà, nguyên tử tâm bất định, rất khó toàn tâm toàn ý kết giao với bạn gái. Bà cùng chị em già cảm tình nhiều năm như vậy, đừng tự lầm lỡ. Ông ngoại là đang nói cháu bắt cá nhiều tay nhỉ, ông nhất định là đang nói cháu bắt cá nhiều tay. Trương Nguyên Thanh không phục, hắn từ nhỏ đến lớn, bạn gái cũng chưa có, trên đời cậu bé giữ mình trong sạch như hắn đã không nhiều. Trương 180, xung đột 2, nhưng hắn không dám phản bác ông ngoại, bà ngoại tính tình nóng này, nhưng cơ bản không động thủ, ông ngoại chưa từng mắng chửi người nhưng sẽ thình lình cho ngươi một trận biết tay. Con phản đối, gì trẻ cũng gia nhập trận doanh ông ngoại, mẹ, cần mẹ nhiều chuyện làm gì, chị cả nếu biết mẹ sắp xếp bạn gái cho nó, nhất định gọi điện thoại mắng người, chị ấy nói năm sau đưa nguyên tử xuất ngoại du học. Vừa nghe gì trẻ nhắc tới mẹ, mặt trương nguyên thanh trầm xuống. Bà ngoại ngẫm nghĩ, cảm thấy chồng cùng con gái nói có lý, liền không kiên trì nữa, lườm trương nguyên thanh một cái, mắng. Đồ vô dụng, uổng cho mày có bộ dáng tuấn tú. Trương Nguyên Thanh chuột giả cúi đầu ăn cơm, dì trẻ cùng anh họ thì vẻ mặt nghi ngờ. Ăn xong bữa tối, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dạo một vòng ở trong phòng, cuối cùng ở trên cẳng chân dì trẻ tìm được anh Linh như gấu túi. Không biết vì sao, đứa nhóc này đặc biệt quấn dì trẻ, đại khái là vì trong nhà này, dì giống người mẹ nhất. Nay được đủ thái âm lực tẩm bổ, đứa nhóc có thể khống chế năng lực của mình rồi, sẽ không trao đổi không có mục đích. 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh đánh xong một ván game, hài lòng tắt máy chơi game, tiến vào ổ chăn, dùng phương thức đếm cửu ép mình đi vào giấc ngủ. Thật lâu sau, rốt cuộc có cơn mệt mỏi, trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đáy lòng dâng lên sự sợ hãi chưa bao giờ có, sợ hãi mãnh liệt. Loại sợ hãi này tương tự sáng nay ở vô ngân khách sạn nhìn thấy cô gái đứng quầy, nhưng càng thêm minh mông, càng thêm xa xôi. Chuyện gì vậy, hắn sốc chăn, có chút mờ mịt, có chút kinh sợ tới bên cửa sổ, kéo ra bức rèm, ngắm nhìn bóng đêm đô thị lấp lánh ánh đèn. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, dao động minh mông kia biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Trương Nguyên thanh thiếu kinh nghiệm không thể phán đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì, âm thầm nói thầm một câu, bò lại trên giường, tiếp tục ấp ủ cơn buồn ngủ. Thật là, lại một lần nữa đếm cửu, 7 rưỡi hôm sau, hắn đúng giờ rời giường, thấy Giang Ngọc Nhị uể oải ngồi ở bên cạnh bàn, khí sắc rất kém, ốm yếu. Làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi, tới tháng rồi, Di trẻ ấm ức nói, Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, ông ngoại không có mặt, bà ngoại ở nhà bếp, liền ghé qua, nhỏ giọng nói, đến, cháu trai xoa bụng cho gì. Mày cút, Giang Ngọc Nhị buồn bực gõ cái đầu quả dưa của hắn một cái. Lúc này, bà ngoại đi ra, hai người lập tức im miệng. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh giả vờ đi học, gọi xe tới đơn vị. Trong khu làm việc chỉ có một mình Vương Thái. Anh Vương Thái, lão ti cơ đâu? Ở văn phòng đội trưởng. Ồ, Trương Nguyên Thanh ngồi ở vị trí của mình, hơn 10 phút sau, quan nhã đi ra, sắc mặt ngưng trọng, khẽ nhíu đôi lông mày. Nguyên Thủy, đang muốn gọi điện thoại tìm chú, quan nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cái mông tròn dựa vào bên cạnh bàn Trương Nguyên Thanh, nói. Tối hôm qua có phát hiện hiện tượng gì cổ quái hay không? Chị chỉ là thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần loại đó sao? Trương Nguyên Thanh nói có, em bị đánh thức, nhưng không rõ thứ chị chỉ có phải cái này hay không? Lão Ti Cơ nhẹ nhàng gật đầu, Tối hôm qua cao thủ hạ hầu ra cùng chỉ sát cung chủ bùng nổ xung đột, địa điểm ngay tại khu công nghiệp khu Khang Dương, hai bên tranh đấu tạo thành một tòa nhà làm việc sụp xuống, may mắn là buổi tối, không có ai ở đó nữa. Nhưng bảo vệ, còn có mấy nhân viên tăng ca ở bên trong gặp nạn, ai, thật là, các linh cảnh hành giả đẳng cấp cao này, chém giết đỏ mắt căn bản mặc kệ người thường chết sống. Nhưng mình chưa thu được linh cảnh tuyên bố truy nã nhắc nhở nha, ừm, chưa có nhắc nhở, có thể là bởi vì giá trị đạo đức hai bên chưa thấp hơn 60 sắc mặt trương nguyên thanh trở nên ngưng trọng giá trị đạo đức không có mức trần cùng mức sàn ác nhân không có giới hạn thánh mẫu cũng không có mức trần linh cảnh hành giả đảng cấp cao trận doanh hợp pháp năm dài tháng rộng tích góp công đức khẳng định có nội tình nhất định nhưng làm ầm ý thành như vậy thì không phải trừ giá trị đạo đức mà thôi chính phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua tổ chức quyết định xử lý như thế nào trương nguyên thanh hỏi khu công nghiệp đó cách nhà hắn không xa khó trách tối hôm qua cảm giác được dao động đáng sợ Quan nhã vuốt ve chén trà, nói: "Vị kia của Hạ Hầu gia đã bị tạm thời khống chế lại, nhưng kết quả xử phạt sẽ không quá lớn, đền tiền cộng thêm cảnh cáo thôi." Hạ Hầu gia dù sao cũng là quái vật lớn của trận doanh hợp pháp, tính là nửa chính phủ, có hợp tác chặt chẽ với Ngũ Hành Minh Thái nhất môn. Về phần chỉ sát cung chủ, trưởng lão hội hạ lệnh bắt. Trước mắt còn chưa khóa được thân phận ở hiện thực của cô, đang câu thông với tạ gia. Chương 181: Cha con Hạ Hầu 1. Chương Nguyên Thanh ồ một tiếng chăm chú nhìn mặt trái xoan kiều mị, hỏi, nhưng cái đó có quan hệ gì với em? Lão ti cơ bất đắc dĩ nói, hạ hầu ra hướng phân bộ chúng ta mượn đọc tin tức linh cảnh hành giả hoang dã trong hồ sơ, tập trung vài vị linh cảnh hành giả chỉ sát cung, vương thiên ở trong đó. Hạ hầu ra đợi lát nữa có thể sẽ tìm đến em, chị vừa rồi đang thương lượng việc này với đội trưởng. Xem nguyên thủy nhíu mày nghi hoặc, cô giải thích, hạ hầu ra muốn thông qua bắt thành viên chỉ sát cung bước ra cung chủ, phương thức này quá cực đoan, Cao tầng phân bộ Tùng Hải chưa đáp ứng rõ ràng, nhưng ngầm đồng ý, dù sao tìm được tốt nhất, tìm không thấy trách nhiệm cũng có Hạ Hầu ra gánh. Nhưng bọn họ không phải đã đạt được tin tức thân phận của Vương Thiên sao, cần gì tìm em? Trương Nguyên Thanh giật mình, hiểu ra, ồ, Hạ Hầu ra là muốn để em thay bọn họ câu ra Vương Thiên. Quan nhã gật đầu, Vương Thiên cũng không phải kẻ ngốc, sao có khả năng dễ dàng mắc câu. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối, không có khả năng, em sẽ không bán đứng người cung cấp thông tin. Quan nhã nghĩ chút, nhắc nhở, hạ hầu ra có chút bá đạo, đợi lát nữa em đừng nói chuyện, chỉ cùng đội trưởng sẽ giúp em ngăn trở áp lực. Em biết rồi, Trương Nguyên Thanh ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại nhớ tới xấu hổ làm cha, cùng với vô ngân đại sư dẫn theo hắn tu hành, ý đồ tự mình cứu rỗi. Kẻ ta ác thử tự mình cứu rỗi, hành giả hợp pháp lại có thể vì thù riêng bản thân, đánh nhau to, lan đến người thường vô tội. Ai, trên đời nào có thuần túy thiện cùng ác, nhân tính vốn là phức tạp, Trương Nguyên Thanh nói với câu hợp pháp không đại biểu thiện lương này của Lý Đông Trạch có lý giải càng thêm khắc sâu. Về phần thái độ của cao tầng phân bộ đối với việc này, chỉ sát cung chủ tuy xuất phát từ tự vệ, không phải là chủ động khơi màu sự tình, nhưng dù sao tạo thành tổn thất tới mạng người, bắt nàng là quyết định chính xác. Sử phạt như thế nào là chuyện tiếp sau, Trương Nguyên Thanh không đánh giá, nhưng đối với quyết định xử phạt hạ hầu ra, chỉ có thể nói trong dự liệu. Một mặt, hạ hầu ra là linh cảnh thế gia đâm trồi nảy lộc, nội tình thâm hậu, Chính phủ không có khả năng vì tính mạng mấy người thường liền xé rách ra mặt với một đại gia tộc. Có đôi khi cấp trên những người đó, bọn họ chỉ nhìn đại cục, bọn họ không nhìn thấy con kiến dưới chân. Một mặt khác, hạ hầu gia và tổ chức chính phủ có ngàn vạn mối liên hệ. Chính phủ là một tổ chức bên trong ngư long hỗn tạp, phe phái san sát. Có người tốt thì nhất định có người xấu. Thậm chí không thể dùng người tốt và người xấu để định nghĩa đơn giản. Phải nói đều có lợi ích của mình nếu thế nào cũng phải dùng một cái khái niệm đơn nhất để chỉ chính phủ, vậy tuyệt đối không phải chính nghĩa và thiện lương, mà là hợp pháp. Đạo lý này, Trương Nguyên Thanh lúc còn nhỏ nghe ông ngoại khi ở nhà, chửi ầm lên đối với tiền nhiệm trưởng văn phòng cảnh sát tham ô mục nát, đã lĩnh ngộ rất rõ ràng. Nói tóm lại, hạ hầu ra có chặt chẽ hợp tác với bộ phận thế lực chính phủ, tự nhiên sẽ được ưu đãi. Quan nhã thấy hắn gật đầu, hài lòng cười cười, Nguyên Thủy không phải đồ không não, so với bạn cùng lứa tuổi bình thường thì khéo đưa đẩy lõi đời hơn, là chuyện tốt, người như vậy ở trong thể chế có thể lăn lộn rất tốt. Lúc này, Lý Đông Trạch đi ra, quan nhã nói đối với em rồi chứ. Đội trưởng, giao cho anh xử lý. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, Lý Đông Trạch nhất thời nửa nụ cười, anh cùng quan nhã sẽ đỡ thay em, bán đứng người cung cấp thông tin không phải phẩm đức một quý ngài nên có. Hơn nữa ân oán của hạ hầu gia và chỉ sát cung không quan hệ với chúng ta, không cần xen vào. Hắn chống gậy, chỉ ra điểm lợi hại, khẩu hiệu của chỉ sát cung là lấy chiến đấu ngăn chiến đấu, lấy giết chóc ngăn giết chóc, cực kỳ cực đoan, em hôm nay bán đứng bọn họ, ngày mai ắt gặp trả thù, hạ hầu ra không có khả năng gánh thay em. Em rõ, Trương Nguyên Thanh gật đầu, Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Vương Thái vùi đầu làm việc, nói, Nguyên Thủy, em tới văn phòng anh một chuyến, anh nói một chút với em tiến triển vụ án hắc vô thường. Vương Thái không phải người trong tổ điều tra, dựa theo quy củ, không thể nói trước mặt hắn đây mới là chính sự. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy, đi theo phía sau Lý Đông Trạch. Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng, Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa, Lý Đông Trạch đi thẳng đến trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp tư liệu. Coca, Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu, lấy giá trị con người 650.000 của mình bây giờ, nên uống rượu cha ta yêu sản xuất 82. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, ít đá, Lý Đông Trạch nhún vai, bỏ mấy cục đá vào trong ly thủy tinh, rót Coca và rượu whisky, quay về sofa. Chương 182, cha con hạ hầu 2. Còn nhớ danh sách lần trước em cung cấp không? Nhớ, chúng ta căn cứ danh sách, tập trung thân phận những người đó ở trong hiện thực, trong khoảng thời gian này, thành công bắt được một người, đánh gục hai người, trong hai người bị đánh gục, có một người là dưới trướng Cổ Vương. Cổ Vương là một vị phó hội trưởng khác, đối thủ cạnh tranh của phán quan mắt quỷ. Động tác của Ngũ Hành Minh rất nhanh nha, lúc này mới bao lâu đã bắt được ba vị vu cổ sư linh năng hội. Trương Nguyên Thanh này đã không phải tay mơ, biết ở trong biển người minh mông, lùng bắt linh cảnh hành giả khó bao nhiêu. Nếu đối phương lại có đạo cụ tương tự với nhẫn dịch dung, vậy quả thực khó giải. Chính phủ có thể ở trong thời gian ngắn đánh gục ba vị vu cổ sư, nói rõ là chơi thật rồi. Lý Đông Trạch nhấp một ngụm rượu mạnh, nói, sau khi hỏi Linh, chúng ta đạt được một ít manh mối hữu dụng, hắc vô thường ẩn núp ở Tùng Hải, tựa như có mục đích khác có mục đích khác trương nguyên thanh giật mình gật đầu trước đó em đã cảm thấy kỳ quái nếu em là hắc vô thường chính phủ cùng cổ vương đều đang tìm mình vậy mình vì sao không rời đi địa điểm ẩn thân biết nguyên nhân hắc vô thường tránh ở tùng hải không lý đông trạch lắc đầu cái này có lẽ chỉ có bản thân hắc vô thường biết nhưng chúng ta có thể căn cứ manh mối suy ngược lại đáp án có thể khiến hắc vô thường cam nguyện mạo phiêu lưu lớn như vậy cũng cần ở lại tùng hải nói rõ chuyện này cực kỳ quan trọng quan trọng đến mức có thể so sánh với tính mạng Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, giai đoạn này mà nói, điều hắn nên làm nhất, chẳng lẽ không phải tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ sao? Đúng rồi, hắc vô thường là cấp bậc gì? Cấp 6, thánh giả cảnh đỉnh phong, Phu cổ sư là nghề nghiệp chiến lược đỉnh cao, phu cổ sư cấp 6, cho dù không thể đấu với nghề nghiệp hợp pháp cấp 7, so với người cùng cấp bậc khẳng định mạnh hơn một mảng lớn. Vậy cũng chính là nói, trừ phi tồn tại cấp trưởng lão ra tay, bằng không rất khó thu phục vị hắc vô thường này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, anh binh đây không phải làm khó người ta sao, hắn chỉ là thần giả dạ du cấp 2, người ta một đầu ngón tay có thể ấn chết. Lý Đông Trạch lúc này mới đưa qua phần tư liệu kia, nói. Em xem xem, Trương Nguyên Thanh mở ra tư liệu, đây là một phần hồ sơ cá nhân, người đàn ông trên tấm ảnh thẻ, tuổi chừng 30, khuôn mặt gầy, mắt sách mày kiếm, môi mím chặt, cho người ta một loại cảm giác sắc bén đập vào mặt đi Linh Cảnh, hoành hành vô kỳ tên thật Chu Cảnh Diệu vu cổ sư cấp 3 tội phạm tài chính, trước đây là nhân viên công ty chứng khoán, lợi dụng chức vụ kiếm lợi bất chính. Trương Nguyên Thanh đọc tin tức nhân vật, nói em nhớ người này, ở trong danh sách em cung cấp. Lý Đông Trạch gật đầu, hôm trước, đội trưởng Thanh Đằng của Bách Hoa Hội thu được tình báo, có người ở khu Khang Dương từng thấy người này, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, người này trước mắt do tiểu đội Linh Cảnh khu Khang Dương chúng ta phụ trách, cũng là mục tiêu sắp tới của chúng ta đáng tiếc không có dna của mục tiêu bằng không giày khiêu vũ màu đỏ có thể xử lý tất cả trương nguyên thanh tiếc hận nghĩ nhưng có mục tiêu là tốt rồi trung quy tốt hơn làm ruồi bỏ không đầu cốc cốc cửa thủy tinh của văn phòng bị gõ hai lần truyền đến tiếng của quan nhã đội trưởng người hạ hầu ra đến rồi lý đông trạch và trương nguyên thanh liếc nhau người sau thu hồi tư liệu người trước trầm giọng nói mời bọn họ tiến vào mười mấy giây sau quan nhã dẫn hai người đàn ông tiến vào văn phòng một vị trong đó là người đàn ông trung niên mặc đồ Âu, tóc cắt ngắn, dáng người thẳng, tinh thần già dặn lão luyện. Ngũ quan coi như không tệ, chỉ là mắt hơi nhỏ. Một vị khác là người trẻ tuổi 24 đến 25 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, vạt áo cũng không nhét vào trong thắt lưng quần, tỏ ra tùy ý không gò bó. Bộ dáng hắn và người đàn ông trung niên có vài phần tương tự, nhưng anh Tuấn hơn, để tóc dài kiểu Hàn Quốc, hỗn độn lại không mất mỹ cảm, phối hợp bông tai màu bạc, là loại hình bad boy đẹp trai ở trong quán ăn đêm rất được phụ nữ chú ý. Bỉ nhân hạ hầu tân, đây là khuyển tử hạ hầu thiên nguyên. Nam tử trung niên mỉm cười nói, hoan nghênh hoan nghênh, bộ ria mép trên môi lý đông trạch theo nụ cười mà bay lên, chào ngài hạ hầu, ngồi bên này. Hắn cùng với nam tử trung niên nhiệt tình bắt tay, dẫn hai người vào ngồi, lại bảo quan nhã pha trà nóng. Hạ hầu tân không nhanh không chậm chờ đợi quan nhã dâng trà, nói. Đội trưởng Lý nghĩ hẳn biết ý đồ đến của bỉ nhân, vị kia của chỉ sát cung khinh người quá đáng, suýt nữa giết con trưởng của ta, thù này phải báo. Chúng tôi tra được bác sĩ Vương Thiên của Bệnh viện Bình Thái, là thành viên chỉ sát cung, khi chúng tôi tới cửa bắt, hắn đã lẩn trốn. chương 183, cha con hạ hầu 3. Căn cứ tư liệu biểu hiện, người này là người cung cấp thông tin của thủ hạ đội trưởng Lý, hy vọng đội trưởng Lý có thể tạo điều kiện, dẫn người này đến, sau khi xong việc, hạ hầu ra tất có thâm tạ. Chỉ sát cung chủ đánh là con trai của hạ hầu tân này. Mình từng nghe tạ Linh Hy nói, đó là con trai trưởng của hạ hầu gia, nói như vậy, vị hạ hầu tân này địa vị rất cao nha. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn đánh giá thêm nam tử trung niên một lần. Lúc này, hắn phát hiện người trẻ tuổi tên hạ hầu thiên nguyên, có chút kiêu căng liếc mình một cái. Cái này, trên mặt lý đông trạch chứa đầy nụ cười, bất đắc dĩ nói. Chỉ sát cung chủ dám khi nhục thiếu ra hạ hầu thiên vấn, quả thật quá phận, chết không đáng tiếc. Chỉ là, trải qua một trận chiến đêm qua, chỉ sát cung thần hồn nát thần tính sao có thể mắc mưu bản đội trưởng có lòng mà không có sức nha hạ hầu thiên nguyên lại liếc trương nguyên thanh một cái không vui nói cái này còn không đơn giản gửi tin nhắn cho vương thiên cứ nói trong ngũ hành minh có người không vừa mắt hạ hầu ra hỏi chỉ sát cung có cần trợ giúp hay không trước lấy lòng câu được hắn lại từ từ tính toán cậu nếu không biết thì đưa điện thoại di động cho tôi chỉ cần liên hệ được với vương thiên kia bọn họ sẽ có biện pháp dụ người này ra bây giờ thiếu là một người có thể khiến vương thiên nguyện ý trao đổi lý đông trạch thở dài thôi được tôi liền ăn ngay nói thật ai thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa chúng tôi cũng không muốn chen chân ân oán của hạ hầu ra cùng chỉ sát cung rất xin lỗi không thể hỗ trợ anh nói cái gì hạ hầu thiên nguyên khó có thể tin hạ hầu gia đã tập trung vài manh mối thành viên chỉ sát cung đội hai khu khang dương là một cái trong đó ở trong mắt hạ hầu thiên nguyên đối mặt yêu cầu của hạ hầu gia một tiểu đội không xuất chúng như vậy nên có cầu tất ứng, nịnh bợ còn không kịp. Không phải là Hạ Hầu Thiên Nguyên cuồng vọng tự đại, mà là loại tiểu đội này, ở ngũ hành minh nhiều đếm không xuể, mà giống Hạ Hầu gia linh cảnh thế gia như vậy, trong nước có mấy cái. Cái này giống một đội ngũ thành phố quản lý, từ chối tập đoàn tài chính lớn có bối cảnh chính phủ. Quan nhã trợn mắt, nghe không hiểu, muốn dùng tiếng nước ngoài phiên dịch một lần cho anh hay không? Cô, Hạ Hầu Thiên Nguyên vẻ mặt giận dữ, từ khi nào một nữ nhân viên cũng dám nói như vậy với hắn? ở trước mặt hắn bề ngoài xinh đẹp cũng không có đặc quyền hạ hầu tân nhìn thoáng qua quan nhã dùng ánh mắt ngăn lại con trai tức giận thành khẩn nói việc này rất quan trọng đối với hạ hầu gia xin đội trưởng lý cần phải đáp ứng ngoài miệng nói đội trưởng lý ánh mắt lại nhìn về phía quan nhã lý đông chạch vẻ mặt khó xử lấy thân phận của hắn từ chối một lần chính là cực hạn uyển chuyển từ chối nữa sợ là phải bị chèn ép lúc này liền cần quan nhã ra mặt việc của hạ hầu gia có gì quan hệ với chúng ta? Quan Nhã liếc hai cha con đối diện một cái, rất quan trọng đối với Hạ Hầu gia, chúng tôi liền nhất định phải giúp. Sau này chỉ sát cung trả thù đồng nghiệp của tôi, Hạ Hầu gia các người chống đỡ thay hắn. 24 giờ vĩnh viễn bảo hộ, hay là nói, các người chỉ là muốn dùng thế lực gia tộc tạo áp lực, coi đồng nghiệp của tôi là người công cụ. Một câu nhất định có thâm tả đã muốn khiến chúng tôi mạo hiểm hỗ trợ, tính toán hay quá ha. Muốn câu ra Vương Thiên phải không? có thể lấy 10 món đạo cụ để đổi. Điên rồi, Hạ Hầu Thiên Nguyên giận quá mà cười, cô là ai, 10 món đạo cụ, sợ cô không có mạng mà tiêu thụ. Quan Nhã cười lạnh, lắm miệng một câu nữa, bà đây cho mày một phát đạn. Hạ Hầu Tân dùng ánh mắt hung ác, ngăn cản con trai nổi trận lôi đình, liếc Quan Nhã một cái thật sâu, nói. Quấy dày, Hạ Hầu Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn phụ thân, Hạ Hầu Tân vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng hạ hầu thiên nguyên hung hăng chừng mắt nhìn quan nhã một cái theo phụ thân rời khỏi lý đông trạch chậm rãi phun ra một hơi đứng dậy vươn vai vẻ mặt thoải mái nói được rồi chuyện này dừng ở đây ai những đại gia tộc này không dễ chọc nha hắn vội vàng vãn hồi tôn nghiêm bổ sung một câu ở thể chế vẫn luôn là phải không ngừng đối mặt chuyện tương tự ba phải cùng thỏa hiệp là pháp tắc cao nhất trong thể chế đội trưởng anh không cần giải thích những thứ này với em hạ hầu ra cũng không phải rất bá đạo sao, hay là nói, bối cảnh quan nhã càng thâm hậu hơn. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình có lẽ đã xem nhẹ lão ti cơ. Phàm là mắt không mù, có thể nhìn ra hạ hầu tân vị dòng chính hạ hầu ra này rõ ràng rất kiêng kỵ quan nhã. Đội trưởng đồ vô dụng này, nhìn vững như chó già, thật ra là tránh ở dưới váy cây lựu của quan nhã. Trương 184, không có lần sau một. Nhưng mình không nhớ trong linh cảnh thế ra có quan gia nha, ồ đúng, quan nhã là ai đi linh cảnh, không phải tên thật ai so sánh với người ở rể tạ gia em đột nhiên càng muốn trở thành người ở rể quan gia hơn trương nguyên thanh nửa nói dẫn nửa thử nói lão ti cơ không tiếp chuyện đánh giá cao thấp một phen chật chật hai tiếng em không được em quá nhỏ trương nguyên thanh không phục chị lại chưa từng thấy làm sao chị biết nhỏ được nha đi wc cho chị xem xem đi thôi đi lý đông trạch trống gậy trống khẽ lắc đầu hai người này một người chưa từng có bạn trai một người chưa từng bạn gái, tất cả bản lãnh ở cái miệng. Trương Nguyên Thanh ở trong đơn vị ăn xong bữa trưa, lăn lộn đến một giờ chiều, nghĩ đợi lát nữa còn có một tiết môn chuyên ngành, liền đeo ba lô hai vai rời khỏi văn phòng cảnh sát, quét một chiếc xe đạp chia sẻ, chậm rãi tới trường học. Vừa qua đèn xanh đèn đỏ, một chiếc ô tô màu đen lao vút đến, ép hắn dừng ở ven đường. Ghế sau ô tô màu đen là hai cha con hạ hầu tân. Địch, âm hồn không tan, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Trương Nguyên Thanh âm thầm nghe răng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt thì lộ ra nụ cười lễ phép ôn hòa. Hai vị hạ hầu tiên sinh, còn có việc gì sao? Hạ hầu tân tư thế ngồi đoan chính, hơi nghiêng đầu, nhìn Trương Nguyên Thanh ven đường, ôn hòa nói. Vừa rồi ở trong văn phòng cảnh sát, có một số lời không nói ra được, nếu cậu đồng ý hỗ trợ câu ra Vương Thiên, Bỉ Nhân sẽ tặng một món đạo cụ cho anh bạn trẻ làm quà cảm ơn. Mặt khác, hạ hầu ra ở ngũ hành minh có sức ảnh hưởng nhất định anh bạn trẻ năng lực không tệ, nếu lại có hạ hầu ra trợ giúp, nhất định một bước lên mây. Hạ hầu thiên nguyên bên cạnh hắn lười biếng dựa ở trên ghế ra thật, nghịch điện thoại di động, không còn kiệt ngạo dễ giận như lúc ở văn phòng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, mới rõ hai cha con này vừa rồi ở trong văn phòng cảnh sát, chỉ đưa ra yêu cầu không đề cập tới hồi báo, là căn bản là không muốn bản chuyện ở nơi đó. Là vì có quan nhã cùng Lý Đông Trạch, cho nên chỉ thử. Bây giờ mới đề xuất muốn dùng đạo cụ trao đổi, là muốn chế tạo tương phản, khiến mình có niềm vui bất ngờ sao? Trong lòng hắn lẩm bẩm, ngài hạ hầu đừng làm khó tôi tiểu nhân vật này, thái độ của đội trưởng chính là thái độ của tôi, tôi không thể trêu vào chỉ sát cung. Trương Nguyên Thanh Uyển chuyển từ chối, ánh mắt Hạ Hầu Tân không thay đổi nhìn hắn, chậm rãi nói: "Hai món, không hổ là thế gia học sĩ, rất giàu có nha." Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, nghề nghiệp chỗ Hạ Hầu gia là học sĩ, học sĩ đẳng cấp cao, nắm giữ kỹ năng tạo ra đạo cụ, tựa như thợ rèn trong trò chơi tuy một món đạo cụ sinh ra chịu giới hạn bởi tài liệu kỹ năng các loại nhân tố chế tạo trả giá rất lớn nhưng hạ hầu ra nắm giữ kỹ năng rèn có ưu thế thế lực khác không thể so sánh bởi vậy mới có thể sừng sướng không ngã gốc rễ mới có thể thò vào ở trong thái nhất môn ngũ hành minh xin lỗi trương nguyên thanh lắc đầu đạp xe tính rời khỏi ngay sau đó bánh xe tựa như bị cái gì kẹt hắn cúi đầu nhìn lại mặt đất trên đường xe đạp chui ra những sợi dây leo xanh biếc, như sợi xích cuốn lấy bánh xe. Hạ Hầu Tân thản nhiên nói, Thiên Nguyên, đoạt lấy điện thoại di động của hắn. Khóe miệng Hạ Hầu Thiên Nguyên nhếch lên, đẩy mở cửa xe, đặt một quả cầu thủy tinh mê ly mộng ảo ở nóc xe. Chỉ trong tích tắc, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một lớp ngô mỏng vô hình bao phủ bốn phía, chiếc xe, người đi đường bên ngoài trở nên vặn vẹo, thanh âm bên ngoài cũng bị ngăn cách. Hắn khẽ biến sắc các người, thế này cũng quá bá đạo rồi. Hạ hầu thiên nguyên liếm liếm môi, chậm rãi đi tới, hề hề, nói. Nguyên thủy thiên tôn, nghe nói cậu vượt qua hai lần linh cảnh cấp S, được hành giả chính phủ coi là thiên tài, khéo, anh đây lòng giả hẹp hòi, không chứa được ai, thích nhất đánh thiên tài. Vừa dứt lời, giày của hắn bốc lên ngọn lửa hừng hực, tựa như một mũi tên kéo theo tàn ảnh, vọt lại đây. Tốc độ quá nhanh, Trương Nguyên Thanh vội vàng để hai cánh tay giao nhau, che ở trước ngực. Liên hoàn đá, bốp bốp bốp, hung ác giống như cây roi, quật từng cái một lên cánh tay Trương Nguyên Thanh, quật ống tay áo hóa thành cho tàn, quật làn ra cánh tay xuất hiện vết bỏng. Cấp 3, trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, sau khi đỡ đợt công kích hung mãnh đầu tiên, không chút do dự thi triển dạ du, tiến vào tiềm hành. Bóng dáng hắn nháy mắt biến mất, giống như bị lau đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai chân hừng hực lửa cháy, như là dẫm phong hỏa luân, bánh xe lửa của Na Cha ánh mắt sắc bén nhìn quét xung quanh. Bỗng nhiên, hắn thấy mô mỏng bên trái kết giới bị hung hăng hút một cái, nhộn nhạo lên hoa văn như gợn nước. mươi 185, không có lần sau hai. Hạ hầu thiên nguyên điểm xạ lao đi, lấy chân trái làm trục, chân phải quét ngang, trong tiếng xé gió, vút, đá ra một bóng người quay cuồng. Chính là trương nguyên thanh, tay phải hạ hầu thiên nguyên ở trên không chụp một cái, từ ô vật phẩm chụp ra một bộ xiềng xích màu vàng đập, vung tay ném ra. Xiềng xích rắc rác bám ở mắt cá chân trương nguyên thanh, tự động khóa chặt. Thấy thế, khóe miệng hạ hầu thiên nguyên nhếch lên, nhưng ở ngay sau đó, thân thể trương nguyên thanh giống như cái bóng tan vỡ, biến mất không thấy. Ảo thuật, ầm, hạ hầu thiên nguyên sau đó nghe thấy một tiếng vang tan vỡ, hắn nhìn thấy cách đó không xa một bóng người bổ nhào ra, một cước đạp vỡ điện thoại di động. Nhìn thấy một màn này, hạ hầu thiên nguyên nhíu lại hai hàng lông mày. Thằng nhóc khốn kiếp này, tình nguyện dùng phương thức này, cũng không hướng hạ hầu ra thỏa hiệp. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, không có biểu cảm gì nói còn tiếp tục nữa, chính là không chết không thôi. Cảm thụ được nhiệt độ lửa cháy hừng hực của lòng bàn chân, tính tình hạ hầu thiên nguyên so với ngày thường càng thêm nóng nảy, mày muốn chết. Được rồi, hạ hầu tân trong xe nhìn thoáng qua điện thoại di động vỡ nát, thản nhiên nói, thiên nguyên, trở về đi. Ánh mắt hắn thâm thúy chăm chú nhìn trương nguyên thanh, xin lỗi nói, khuyển tử hiếu chiến, xin chớ trách móc. Cái chán hạ hầu thiên nguyên nổi lên gân xanh, sau khi giấy ruộng một phen, kiềm chế cảm xúc như liệt hỏa càng thiêu đốt càng mạnh, lửa trên giày. Hắn nháy mắt khôi phục tư thái lười biếng, so với vừa rồi nóng nảy như hai người khác nhau. Không tệ, da dày thịt béo, đánh chú mày còn rất sướng tay. Hạ hầu thiên nguyên bật cười một tiếng, quay về cạnh ô tô màu đen, thu hồi quả cầu thủy tinh ở nóc xe, chui vào thùng xe. Ô tô màu đen lao nhanh đi, hòa vào dòng xe cộ, hạ hầu thiên nguyên thò đầu ra ngoài cửa kính xe, hướng thằng nhóc kia phía sau làm cái động tác cắt cổ. Bố, thằng nhóc này rất mạnh, là một nhân tài hắn lười biếng nằm ở trên ghế tựa ra thật cười nói từ khi nào một nhân viên tầng dưới chót cũng dám không để hạ hầu ra chúng ta vào mắt chật chật xương cứng như vậy đập vỡ mới có cảm giác thành tựu có thể dùng quan hệ gia tộc chèn ép hắn ở trong quy tắc chơi chết hắn nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn hắn có công huân trong người hạ hầu tân thản nhiên nói người trẻ tuổi kia có công huân trong người đánh đấm chơi bời chút không sao ngũ hành minh nhiều lắm hỏi trách nhưng nếu là đánh bị thương đánh chết đối phương bạch hổ binh chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giết chết một hành giả chính phủ có công huân, tương đương xé rách ra mặt với ngũ hành minh, tính chất so với lan đến người thường còn lớn hơn nhiều. Cho nên ở sau khi người trẻ tuổi kia giẫm vỡ điện thoại di động, hạ hầu tân liền hô ngừng việc này. Con biết, hạ hầu thiên nguyên cười âm trầm lạnh lùng, tập trung trọng điểm ở trên người vài thành viên khác của chỉ sát cung đi. Sắc mặt hạ hầu tân âm trầm, cô gái kia ở chỗ đại ca con cha hỏi ra quá nhiều bí mật, không thể giữ lại nữa lần này mặc kệ như thế nào đều phải diệt trừ cô ta hạ hầu thiên nguyên oán giận nói đại ca đúng là phế vật thấy gái là đi không nổi nữa nếu không phải anh ấy chúng ta sẽ không bị động như vậy lúc này hạ hầu tân liếc thấy mắt cá chân có vết máu của con trai nhíu mày nói con bị thương hạ hầu thiên nguyên ngẩn ra cúi đầu nhìn mới phát hiện mắt cá chân bị cào rách ra không sao vấn đề nhỏ hắn không quá để ý nói hạ hầu ra cũng quá bá đạo rồi nhỉ chỉ vì một tên vương thiên, chơi lớn như vậy. Không biết còn tưởng mình cùng chỉ sát cung chủ có gian tình. Trương Nguyên Thanh nhìn ô tô màu đen biến mất ở trong tầm nhìn, thu hồi ánh mắt, nhịn không được oán giận. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết thiêu đốt dữ tợn trên cánh tay, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hạ hầu ra bá đạo nữa, cũng không dám giết hắn, trừ phi muốn khai chiến với ngũ hành minh, một thành viên có công huân trong người, nếu chết bởi tay linh cảnh thế ra, ngũ hành minh nhất định sẽ khiến hạ hầu ra nợ máu trả bằng máu, quan hệ cứng nữa cũng vô dụng. Bằng không làm sao làm mọi người phục, hành giả chính phủ tầng trung tầng thấp sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên Trương Nguyên Thanh quyết đoán tiêu hủy điện thoại di động, chấm dứt trận xung đột này. Nhưng không đai biểu chuyện này đã kết thúc, hạ hầu ra quá bá đạo, đầu tiên là lợi ích dụ dỗ không được, liền trực tiếp ra tay. Nếu hắn không có công huân, chỉ là thành viên bình thường tầng dưới chót, hạ hầu ra sẽ điểm đến là dừng. Mà cho dù là hắn, với tác phong hai cha con hạ hầu ra bày ra, sau đây quá nửa còn có thể âm hiểm trả đũa. Trương Nguyên Thanh lấy ra khăn tay, trà lau một mảng vết máu trong kẽ móng tay, thật cẩn thận gấp lại, thu vào túi, thấp giọng lẩm bẩm. Không có lần sau nữa. Chương 186, Mưu tính 1. Trương Nguyên Thanh cởi xuống áo khoác cháy mất tay áo, ném vào trong giỏ xe đạp, sau đó quay về văn phòng cảnh sát, bảo văn chức nhân viên một lần nữa làm một cái sim điện thoại cho hắn. Sim điện thoại đối ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có thể thông qua nhân viên văn chức của đơn vị xử lý trương nguyên thanh đưa ra lý do là điện thoại di động không cẩn thận rơi vào cống thoát nước lười tìm lại tính một lần nữa xử lý một cái hắn không tính nói chuyện này cho quan nhã và lý đông trạch nếu làm ầm ĩ chuyện xung đột mọi người đều biết sau đó chân trước vừa đánh sau lưng người ta liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn dựa theo logic phá án bình thường người gần đây từng có xung đột mặc kệ hiềm nghi lớn nhỏ đều sẽ điều tra theo lệ mà hai người này là biết hắn nắm giữ một món đạo cụ loại quy tắc đạo lý tương tự Trương Nguyên Thanh trả thù sẽ không lập tức tiến hành, phải chậm lại một chút. Một lần nữa làm xong sim điện thoại di động, hắn lại chạy một chuyến tới tiệm điện thoại di động phụ cận, mua một chiếc máy trong nước sản xuất giá khoảng 3.000, 10 triệu đồng Việt Nam dùng căn cước công dân làm bù một cái sim điện thoại mới. Quán cà phê cách văn phòng cảnh sát không xa, bên bàn, Trương Nguyên Thanh vừa uống cà phê lạnh, vừa nghĩ trả thù hạ hầu thiên nguyên như thế nào. Trêu vào hạ hầu ra không phải bổn ý của hắn, nhưng chuyện này, hắn không có lựa chọn. Thái độ của hai cha con hạ hầu rất rõ ràng, phối hợp tốt, có thể cho ngươi lợi ích, không phối hợp, bọn họ trực tiếp cướp điện thoại di động. Dù sao một tiểu nhân vật không có quyền lựa chọn, cái này cũng không kỳ quái, một gia tộc lớn nắm giữ tài nguyên, bị một nhân viên nho nhỏ từ chối, liền nén giận dừng tay. Đó là nói nhảm mà thôi, trừ phi chuyện này đối với gia tộc lớn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Đây là câu cửa miệng mẹ mình thường nói, từ bản đấu đá nha, không ngờ có một ngày mình cũng có thể cảm nhận được. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng lầm bẩm, máu hạ hầu thiên nguyên ở trong tay mình, có thể trực tiếp phát động giày khiêu vũ màu đỏ đuổi giết hắn, không chết không ngừng, nhưng cách làm như vậy quá thô bạo, giày khiêu vũ màu đỏ giết người dấu vết cực kỳ rõ ràng, mà người biết mình nắm giữ giày khiêu vũ màu đỏ không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa, đối phương xuất thân linh cảnh thế gia, là gia tộc am hiểu chế tạo đạo cụ, không phải hành giả chính phủ, hành giả hoang dã bình thường có thể so sánh, không chừng có biện pháp ngăn cản, khắc chế giày khiêu vũ màu đỏ, dưới tình huống biết mình không biết người, không thể tùy tiện ra tay, đợi lát nữa hướng tạ Linh Hy tìm hiểu một phen tình báo của Hạ Hầu Gia. Hắn uống một ngụm cà phê, tiếp tục suy tư, đúng rồi, Hạ Hầu Gia không phải đang tìm người của chỉ sát cung sao, mình có thể đục nước béo cò, đã có chỉ sát cung làm lá chắn, lại có thể phá hư hành động của Hạ Hầu Gia, nhất cử lưỡng tiện. Vương Thiên biết mình, lấy khuôn mặt thật can thiệp việc này, không phải cử chỉ sáng suốt, có lẽ có thể lợi dụng nhẫn dịch dung một cái kế hoạch thô sơ giản lược hình thành ở trong đầu. Hắn gửi tin nhắn trước cho anh họ Trần Nguyên Quân, anh, em cần một cái sim điện thoại không đăng ký, anh tan tầm nhớ cho em. Trần Nguyên Quân chưa trả lời, nhưng Trương Nguyên Thanh biết hắn sẽ thay mình đi làm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải yêu cầu quá phật, anh họ sẽ không từ chối. Anh họ cực kỳ thương hại đối với hắn đứa em họ mất cha lúc còn nhỏ, lại thiếu tình thương của mẹ này. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh gọi vào số điện thoại di động của Tạ Linh Hy khách sạn Hoa Vũ, bể bơi tầng 48. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sát đất thật lớn chiếu xạ vào, một cái bể bơi hình chữ nhật, nước bể xanh thẳm khẽ nổi sóng, ánh sóng dập dờn tan vỡ. Tạ Linh Hy ghé vào ghế nghỉ ngơi, nheo mắt, hưởng thụ sự thoải mái sau khi bơi lội. Cô mặc một cái áo ngoài chống nước màu hồng, áo ngoài chỉ tới cuống đùi, đùi ngọc trắng nõn khép lại, vừa dài vừa thẳng, nuôi vài năm nữa, có thể trưởng thành làm đôi chân dài mượt mà. Nữ trợ lý ngồi ở một bên, chuyên tâm gọt hoa quả, Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, tạ Linh Hy vừa mở mắt ra, nữ trợ lý đã lau khô tay, cầm điện thoại di động tới. Thấy biểu hiện gọi tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tạ Linh Hy lập tức có tinh thần, vội vàng tiếp nhận điện thoại di động, bóp ít hầu, đằng hắng cổ họng, lúc này mới nhận cuộc gọi, dùng một loại giọng mềm mại khiến nữ trợ lý nổi da gà, nũng nịu nói. Nguyên Thủy ca ca, anh nghe nói cao thủ hạ hầu ra bùng nổ xung đột với chỉ sát công chủ. Trương Nguyên Thanh ra vẻ tò mò. Nguyên Thủy ca ca, anh gọi điện thoại cho em, chỉ vì hóng hớt chuyện này. Tạ Linh Hy vẻ mặt ấm ức, đau lòng nói. chương 187, Mưu Tính 2. Nói chuyện hẳn hoi, đừng giọng điệu kỳ quái nữa, giọng của em làm sao vậy? Giọng người ta chính là như vậy. Ồ, giọng của em giống như lại muốn ca hát rồi. Khụ khụ. tạ Linh Hy ho khan một tiếng, hồi phục sự thanh thúy của thiếu nữ, giọng bình thường nói. Buổi sáng ngày hôm qua không phải nói rồi sao, cung chủ tỷ tỷ đánh phế con trai trưởng hạ hầu ra, Hạ Hầu Gia đương nhiên sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Nguyên Thủy ca ca là muốn giúp Hạ Hầu Gia bắt thành viên chỉ sát cung, ép cung chủ tỷ tỷ đi ra. Không phải, chỉ là tò mò mà thôi, Hạ Hầu Gia lần này đến đây bao nhiêu người, em biết không? Nhân số cụ thể không quá rõ, dẫn đội là Hạ Hầu Trì, chính là ông nội của Hạ Hầu Thiên Vấn, rất nhiều năm trước đã là học sĩ cấp 6, không biết bây giờ thăng cấp chưa? Ngoại trừ Hạ Hầu Trì, còn có hai tên dòng chính Hạ Hầu Gia, Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu Thiên Nguyên một kẻ là cha Hạ Hầu Thiên Vấn, một kẻ là em trai. Hạ Hầu Thiên Vấn chính là tên kia bị cung chủ tỷ tỷ đánh bị thương. Vị cung chủ kia có thể cân tài ngang sức với học sĩ cấp 6, ít nhất cũng là cấp bậc này nhỉ. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vậy em hiểu biết Hạ Hầu ra không? Biết nha, tạ Linh Hy ghé vào trên ghế nằm, cong lên cái mông nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân dài. Đây là tư thế gì? Nữ trợ lý nhíu mày, may mắn bể bơi bị đặt bao hết, Bằng không tạ ra thiên kim tư thế bất nhã như vậy bị người ngoài nhìn thấy, truyền về gia tộc, cô là phải tạ tội. Hạ hầu gia là linh cảnh thế gia truyền thừa xa xưa, nhân số đông đảo, phe phái phức tạp, anh nếu muốn làm rõ tổ chức kết cấu của linh cảnh thế gia, chúng ta liền bỏ qua một bên nhân viên bình thường, chỉ lấy linh cảnh hành giả mà nói. Đầu tiên, Hạ hầu gia có một vị lão tổ tông, nghe nói là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, cấp bậc ông ta em không quá rõ. Phía dưới lão tổ tông là hội tộc lão hạ hầu Gia có ba vị tộc lão, đều là cấp chúa tể, ba người này là kẻ cầm quyền thật sự của gia tộc. Xuống chút nữa là đội chấp pháp cùng người phát ngôn các tỉnh, chức trách của đội chấp pháp là phối hợp chính phủ bao vây tiếu trừ, lùng bắt nghề nghiệp tà ác, cùng với trừng phạt thành viên trái pháp luật phạm kỳ cương trong gia tộc. Đại đội trưởng đội chấp pháp, đúng vậy hạ hầu trì. Người phát ngôn các tỉnh sao, chính là hành giả phụ trách quản lý sản nghiệp các nơi trong cả nước của hạ hầu gia, quan to biên giới đó, bình thường cũng là do linh cảnh hành giả cấp 6 đảm nhiệm. Tạ ra em cũng là kết cấu không khác lắm, bố em là chắc trai của lão Tổ Tông, nắm giữ vị trí gia chủ. Nhưng mà, ở trên bố còn có các tộc lão, cùng cấp với bố còn có người phát ngôn các tỉnh, bố em mỗi ngày cùng các chú bác đó lục đục với nhau. Cô gái nhỏ, em chẳng lẽ không biết nhà xấu không thể tuyên dương ra ngoài sao, những thứ này không cần nói với anh. Trương Nguyên Thanh làm nhảm, lại hỏi, hạ hầu tân cấp bậc gì, đại khái cấp 4 đi. Tạ Linh Hy tinh quái cười hì hì nói, nội bộ hạ hầu ra lục đục với nhau dữ dội, hạ hầu thiên vấn bị cung chủ tỷ tỷ đánh phế đi, trong gia tộc không biết bao nhiêu người vui sướng khi người gặp hỏa cơ. Tạ ra em đối với chuyện này là thái độ thế nào? Hạ hầu chỉ tuy là dòng chính của hạ hầu ra, nhưng ông ta không thể hoàn toàn đại biểu hạ hầu ra, tạ ra em không sợ đâu, về phần ngũ hành minh, chính phủ mà nói tạ ra không thể trêu vào, chỉ nói đùn đẩy không muốn tham dự, sẽ không hỏi đến không muốn tham dự thì có thể không tham dự, cho nên nói, muốn khiến người khác tôn trọng bạn, còn cần thực lực của chính mình cường đại. Trương Nguyên Thanh hàn huyên vài câu nữa với cô, liền cúp điện thoại. Bảy rưỡi tối, bên bàn ăn, Trương Nguyên Thanh uống một ngụm canh, nhìn về phía dì trẻ sắc mặt hồng hào, dì trẻ đã hết đèn đỏ rồi. Nhanh như vậy, vẫn là có chút không thoải mái. Giang Ngọc Nhị thuận miệng lấy lệ, thấy cô không có hứng thú đấu võ mồm, Trương Nguyên Thanh hứng thú dã rời nhìn về phía Trần Nguyên Quân. Anh, sim điện thoại di động của em đâu? Ở trong túi công văn của anh, cơm nước xong cho em. Trần Nguyên quân uống một ngụm canh, lông mày nhăn tín lại, bà nội bỏ nhiều gừng quá. Bữa tối yên bình chấm dứt, Trương Nguyên Thanh lấy được sim điện thoại, hắn sốt ruột không chờ nổi trở lại phòng, mở ra phần mềm trò chuyện trong điện thoại di động, gửi tin nhắn thoại cho Vương Thiên. Việc chỉ sát cùng cùng Hạ Hầu ra, tôi đã biết được, Hạ Hầu ra hôm nay đi tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp bọn họ điếu ra anh. Tôi đã từ chối, đây là cực hạn tôi có thể làm được. Tôi có một người cung cấp thông tin, thực lực rất không tệ, nếu anh cần trợ giúp, có thể tìm người đó, số điện thoại di động của người đó là. Chương 188, mưu tính 3, gửi xong tin nhắn, Trương Nguyên Thanh đợi hồi lâu, không đợi được Vương Thiên trả lời. Cảnh giác còn rất nặng, trong lòng hắn nói thầm, trung tâm kế hoạch này của Trương Nguyên Thanh là nhấn dịch dung cùng sự tín nhiệm của Vương Thiên. Dưới tình huống bình thường, Vương Thiên khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng nhưng nếu hãm thân nguy cơ, không có lựa chọn nào khác thì phải bàn riêng. Đương nhiên, nếu Vương Thiên chết sống không cần trợ giúp, Trương Nguyên Thanh cùng lắm thì thay đổi kế hoạch, một mình hành động, xử lý hạ hầu thiên nguyên. Chỉ là như vậy thì không có chỉ sát cung làm lá chắn. Đêm khuya, một dãy nhà trọ ven sông, gió âm u lạnh lẽo thổi ra bức rèm rủ xuống, bay vào phòng ngủ tối đen không thấy năm ngón, xoay tròn ở bên giường. Người ngủ say trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, mở ra con người dựng thẳng màu hổ phách. Không cần khẩn trương, trung ti em cơn lốc xoáy gió âm, một bóng dáng bán trong suốt ngưng tụ, ngũ quan mơ hồ không rõ, rõ ràng không có thực thể, lại có thể phát ra âm thanh. Ánh sáng đèn đường lấp lánh, từ cửa sổ rộng rãi chiếu vào bên trong, trong ánh sáng yếu ớt, người đàn ông trên giường mắt xách mày kiếm, khuôn mặt gầy, tự có một sự âm trầm sắc bén. Hoành hành vô kỵ chăm chú nhìn linh thể bên giường, vừa âm thầm cảnh giác, vừa hỏi. Các người rốt cuộc đến rồi, thủ lĩnh các người ở nơi nào? linh thể ngũ quan mơ hồ cười nói hắc vô thường lại ở nơi nào tín nhiệm là cơ sở hợp tác xem ra chúng ta đều còn chưa đủ tín nhiệm lẫn nhau hoành hành vô kỵ trầm giọng nói tôi không biết lão đại ở nơi nào không có ai biết trầm mặc một phen hắn bổ sung nói trong khoảng thời gian này chúng ta áp lực rất lớn tổn thất mấy anh em lão đại cũng thiếu chút nữa bị phó thanh dương nhằm vào phó thanh dương là người xuất sắc nhất trong một thế hệ trẻ tuổi của bạch hổ binh chúng dưới cảnh giới chúa tể người có thể thắng hắn không nhiều lắm bị hắn nhằm vào hắc vô thường cũng không nhất định có thể thoát thân các người không thể trốn tránh mãi phải phản kích hừ nói thì đơn giản hoành hành vô kỵ lạnh lùng nói trừ ngũ hành minh người của cổ vương cũng đang tìm chúng ta phản kích như thế nào cho nên tôi tới tìm anh âm linh mỉm cười nói các người có hai cách làm một là chờ đợi kẻ xa ngã trên danh sách lục tục mất khống chế phân tán sức chú ý của ngũ hành minh nhưng kẻ xa ngã phân tán các nơi mà kẻ địch của các người là phân bộ Tùng Hải. Biện pháp thứ hai, triệu tập kẻ xa ngã phù cận Tùng Hải, khống chế bọn họ, bao vây tiếu trừ tiểu đội hành giả chính phủ, chế tạo một ít phiền toái cho phân bộ ngũ hành minh, như vậy có thể giảm bớt áp lực. Nói thật đơn giản, hoành hành vô kỵ hừ lạnh nói, điều kiện tiên quyết bao vây tiếu trừ là có đủ tình báo. Âm Linh nói, vì biểu đạt thành ý, tôi sẽ hướng anh lộ ra bố trí cùng hành động của hành giả chính phủ. Hoành hành vô kỵ có chút động lòng, tôi cần bẩm báo với lão đại. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh tỉnh lại, theo bản năng móc ra điện thoại di động xem tin tức, Vương Thiên chưa trả lời. Hắn thất vọng rời giường rửa mặt, sau khi dùng xong bữa sáng, đi xe tới đơn vị. Vừa ngồi xuống bàn luận vấn đề dài ngắn cùng sâu cạn với lão ti cơ, Lý Đông Trạch đồ Tây, ghi lê đen áo sơ mi trắng liền từ văn phòng đi ra. Nguyên Thủy, quan nhã, theo anh ra ngoài một chuyến. Hắn vừa xem đồng hồ, vừa nói, đội điều tra khu Khang Dương, 9 giờ có một hội nghị, chúng ta đã phát hiện hành tung của hoành hành vô kỵ. Tinh thần trương nguyên thanh rung lên, hoành hành vô kỵ, người này là mục tiêu tiểu đội linh cảnh hành giả khu Khang Dương gần đây lùng bắt, là một trong những tâm phúc của hắc vô thường, vu cổ sư cấp 3. Trên đường ngồi xe MPV tới địa điểm hội nghị, Lý Đông trạch trầm giọng cảnh báo. Căn cứ tin tức chúng ta từ linh thể vu cổ sư trước đó đánh gục thu hoạch được phán đoán, hoành hành vô kỵ là vu cổ sư cấp 3, giá trị kinh nghiệm có tỷ lệ đại khái vượt qua 90% là tồn tại đỉnh phong nhất giai đoạn siêu phàm đích thực. Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, chiến lực của nghề nghiệp tà ác, mạnh hơn so với nghề nghiệp hợp pháp bình thường, giá trị kinh nghiệm của hoành hành vô kỵ đạt tới 90%, ý nghĩa thần giả du cùng là cấp 3, nếu giá trị kinh nghiệm không cao, gặp hắn, quá nửa cũng phải bị đánh. Quan nhã cười nói, đừng sợ, chúng ta nhiều người. Hành giả trận doanh hợp pháp, số lượng rất khoa trương, đi so sánh, nghề nghiệp tà ác tuy mạnh, nhưng số lượng quần thể xa xa không thể so sánh với hợp pháp. Không bao lâu, bọn họ đến mục tiêu, đây là một câu lạc bộ tư nhân tìm yên tĩnh trong náo nhiệt. Tên gọi hội quán dưỡng sinh thanh đăng, chủ yếu làm chăm sóc sắc đẹp, dưỡng sinh, giải trí, hoàn cảnh bên trong không tệ, gieo trồng lượng lớn thực vật xanh, giữa mặt cỏ xanh biếc, có mèo cảnh, chó cảnh đáng yêu chạy nhảy chơi đùa. chương 189, Vây Bắt một phong cách trang hoàng là kiểu Trung Quốc điển hình, tràn đầy nét cổ, ghế mây, bàn tròn, tượng gỗ, tranh thủy mặc vân vân. Tiến vào hội quán, đi ở trên mặt cỏ trải phiến đá, Trương Nguyên Thanh thưởng thức cảnh sắc hợp lòng người, nghe thấy quan nhã ở bên cạnh nói. Nơi này là một chỗ sản nghiệp của Bách Hoa Hội, bình thường dùng để làm cứ điểm của tiểu đội, người phụ trách là đội trưởng Thanh Đăng. Thấy vẻ mặt Trương Nguyên Thanh mờ mịt, cô bất đắc dĩ giải thích chính là cô gái nọ mặc sườn xám thủy mặc, ngực bữ mông tròn. Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra cô ấy à, quả nhiên là tròm sao bò cạp, trong lòng quan nhã lẩm bẩm một câu, đi vài phút, một căn phòng kính diện tích chừng 30 mét vuông xuất hiện ở phía trước. Giữa phòng là một cái bàn gỗ tròn thô giáp, ngồi bên cạnh bàn là mười mấy vị linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh đi theo đội trưởng, đẩy ra cửa phòng kính, nhìn quét một vòng, thấy mấy người quen cũ, bọn họ phân biệt là chị Đại Bạch Long mặc quần áo đua xe, thanh đằng Sinh đẹp mặc sườn xám, thanh niên khôi ngô mặc đồ bó sát đại cơ bá, cùng với người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ đường quốc cường. Về phần người khác, hắn không nhận ra, cái mũ này là đạo cụ nhỉ, công năng gì, có thể khiến đầu biến thành sắt sao. Trương Nguyên Thanh nhìn đường quốc cường thêm một cái, ông chủ công ty xây dựng này, quần áo đã thay, nhưng mũ quật cường đội. Trước kia hắn không cảm thấy kỳ quái, bây giờ xem ra, có thể khiến linh cảnh hành giả mang theo bên người, quá nửa là đạo cụ. U, thần dạ du của chúng ta đến rồi, chị Đại Bạch Long nhướng nhướng mày, thế nào, đi theo Lý Đông Trạch lăn lộn có hài lòng không, không hài lòng có thể đến chỗ chị bên này, mỗi ngày rượu thịt ngon lành, còn có cô nương xinh đẹp. Đại cơ bá cười ha ha nói, tôi cảm thấy theo lý đông trạch lăn lộn không có tiền đồ, trừ phi hắn phát bạn gái cho cậu. Các hành giả chính phủ bên cạnh bàn dài đều nhìn tới, có tò mò, có đánh giá, có thiện ý, khiến Trương Nguyên Thanh lập tức thành tiêu điểm. Từng trải qua đường hầm xà linh, chỉ là khiến hắn có chút danh tiếng, nhưng sau khi vượt qua công viên trò chơi kim thủy, ai đi nguyên thủy thiên tôn này nhảy vọt trở thành ngôi sao được chú ý của phân bộ Tùng Hải. Lý Đông Trạch mở mồm muốn nói, theo bản năng muốn che cho cấp dưới một chút, miễn cho hắn quá mức xấu hổ câu nệ, nghĩ lại chút, lại cảm thấy không cần thiết. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ qua mấy tháng nữa, đội trưởng phải đi theo tôi lăn lộn. Mọi người ngẩn ra, nhịn không được cười lên, bắt đầu trêu Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch dẫn hai cấp dưới vào ngồi, ho khan một tiếng, nói việc chính đi. Các hành giả bên cạnh bàn thu hồi nụ cười, thanh đằng thân là chủ nhà nói. Cơ sở ngầm của chúng ta nhìn thấy dạng sáng hôm nay, hoành hành vô kỵ xuất hiện ở tiểu khu biệt thự bên quảng trường nhuận dân, nhưng trước mắt còn không thể phán đoán nơi đó là chỗ ẩn thân hay là chỗ đồng lõa. Cơ sở ngầm của Bách Hoa Hội là động vật lang thang, giải ở các nơi của Tùng Hải. Quan nhã ghé đến bên tai Trương Nguyên Thanh, thấp giọng giải thích một câu. Động vật lang thang, ô đúng, một yêu thánh giả cảnh còn có một cái xương hô khác, gọi là thú vương. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, đường quốc cường cao mày nói, tiểu khu đó tôi biết, ở đều là người có tiền, nếu muốn bắt, phải dọn dẹp khu vực. Đại cơ bá lập tức phản đối, không được, nếu dọn dẹp khu vực, động tính quá lớn, hoành hành vô kỵ khẳng định sẽ chạy, chúng ta phải ra đòn sấm xét, đánh đối phương một cái không kịp trở tay. Hắn không thích trước đó chuẩn bị quá nhiều, làm là xong. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, dọn dẹp sân bãi quả thật không ổn, dễ đả thảo kinh xa, tôi nơi này có hai phương án, một là mời phó bách phu trưởng ra tay, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Hai là lợi dụng đạo cụ, mang biệt thự chỗ hoành hành vô kỳ, cắt riêng ra với bên ngoài, chúng ta làm cái đóng cửa đánh chó. Một người đàn ông khí chất âm trầm nhíu mày nói, phó bách phu trưởng đang truy bắt hắc vô thường, chưa chắc có tinh lực chú ý bên này, chúng ta cần làm tốt bố trí trước, chế định tốt kế hoạch bắt, không thể chỉ biết chờ đợi hắn hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh Yên lặng dự thính, Hành giả chính phủ tụ tập ở đây tổng cộng 15 vị, năm đội trưởng, 10 thành viên tinh anh, là tổ chuyên án khu Khang Dương chuyên môn phụ trách vụ án hắc vô thường. Một thế lực như vậy, đối phó một tên vu cổ sư cấp 3, theo lý thuyết là dư giả. Tôi có một vấn đề, Trương Nguyên Thanh giơ tay, mọi người nhìn qua, nếu hoành hành vô kỵ, giống với U Hướng Vinh, là nghề nghiệp tà ác bị chén thánh xa ngã khống chế, vậy làm thế nào? Trương Nguyên Thanh nói, U Hướng Vinh lúc trước có thể chạy thoát vây bắt, chính là vì lực lượng chén thánh xa ngã bùng nổ, năng lượng tà ác vốn lấy mạng, ngược lại thành một con bài chưa lật. chương 190, Vây bắt hai Đại cơ bá hừ một cái, nói yên tâm đi, chúng ta có chuẩn bị đạo cụ khắc chế lực lượng tà ác. Trương Nguyên Thanh yên tâm gật đầu, Thanh đằng hôm nay mặc một bộ sườn xám màu trăng sáng nhìn Trương Nguyên Thanh, cười hỏi. Cậu còn có ý tưởng gì? Trước lấy ra giày khiêu vũ màu đỏ, lại mở loa vua mèo dọa, sau đó ném ra tiểu đậu bỉ trao đổi thị giác, cuối cùng triệu hồi cô dâu ma, sau một bộ lưu trình, vu cổ sư cấp ba kia không chết cũng tàn phế, về phần mình, thân là chủ nhân, chỉ cần ở phía sau màn bầy mưu nghĩ kế là được. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi nghe theo các đội trưởng sắp xếp, tuy không có đề nghị mang tính thực chất, nhưng các đội trưởng rất hài lòng đối với thái độ của hắn. Thanh đằng đội trưởng nói, trước thông báo phó bách phu trưởng, xác nhận là đi kế hoạch một, hay là kế hoạch 2, nhưng mặc kệ là một loại nào, tốt nhất đều là ban đêm hành động, như vậy tạo thành phá hoại, ảnh hưởng mới có thể giảm đến thấp nhất. Mặt khác, nhân viên khu biệt thự đó cố gắng thay thành người của chúng ta. Không, không thể thay hết, sắp xếp người của chúng ta vào. Lầu hai biệt thự, Phó Thanh Dương mặc đồ u màu trắng là phẳng, buộc tóc đuôi ngựa đẹp trai, sắc mặt lạnh lùng gõ mở cửa phòng Linh Quân. Làm sao vậy? Linh Quân phong cách quần áo hoàn toàn trái ngược với Phó Thanh Dương ngáp một cái, oán giận nói. Tôi tối hôm qua đánh bài với em gái trong lòng đến trời sáng, có thể để tôi ngủ thêm một lát hay không? Ô, đừng lo lắng, không phải em gái tai thỏ trong biệt thự của cậu, tôi không ăn cỏ gần hang. Chấp sự khu phụng hoa nói, bọn họ đã phát hiện tung tích của hắc vô thường, đang tiến hành bố trí, mời tôi đi qua trợ giúp. Phó Thanh Dương nói, cậu cũng đi cùng, tìm được hắc vô thường rồi. Mắt linh quân sáng lên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, sỏ dép lê đi về phía cầu thang, sau hai ba bước, bỗng nhiên dừng lại. Khi Phó Thanh Dương cho rằng đối phương muốn nói tôi thay bộ quần áo, Linh Quân nói. Đợi một chút, tôi đêm nay hẹn gái, thông báo em ấy trước một tiếng, để hôm khác. Sắc mặt Phó Thanh Dương càng thêm lạnh lùng. 12 giờ đêm, ba chiếc xe MPV màu đen lái vào biệt thự, dừng đỗ ở chỗ yên tĩnh. Cửa xe rộng mở, các hành giả chính phủ của tổ chuyên án lặng lẽ có trật tự xuống xe. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía căn biệt thự kia nơi xa, bởi vì Phó Bách Phu Trưởng có việc quấn thân, không thể đến bởi vậy hành động truy bắt lần này do tổ chuyên án toàn quyền phụ trách một người trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ từ trong bóng tối đi ra tới trước mặt thanh đằng thấp giọng nói đội trưởng hoành hành vô kỵ ở ngay bên trong tôi tận mắt thấy hắn đi vào khuôn mặt xinh đẹp của thanh đằng răng kín sự ngưng trọng nhẹ nhàng vuốt ve con mèo mướp trong lòng thấp giọng nói chưa bị phát hiện chứ người trẻ tuổi lắc đầu tôi đeo khẩu trang chỉ liếc hắn một cái chưa từng chú ý nhiều về sau theo dõi là tiểu quy hoàn thành, tiểu quy là con chim sẻ hắn nuôi, thanh đằng gật gật đầu, mở ra ô vật phẩm, từ trong hư không chộp ra một khúc gỗ khô héo to bằng hai ngón tay, dài nửa thước. Ở trong tầm nhìn của cô, tin tức đạo cụ hiện ra. Tên, vườn hoa thần bí, loại hình, phụ trợ, công năng, kết giới, phòng ấn, giới thiệu, khúc gỗ ẩn chứa sinh cơ minh mông, đại bộ phận thời gian của nó đều đang ngủ say, khi va chạm vào bùn đất sẽ sống lại mang lĩnh vực phạm vi 100 mét hóa thành vườn hoa. Vườn hoa này ngăn cách với bên ngoài, chỉ có thể vào không thể ra, thời gian hạn định 30 phút. Ghi chú, giới thiệu đã giải thích trả giá rất rõ ràng, ta còn có thể nói cái gì đây? Thanh đằng nhìn các đồng bạn xung quanh, cảnh báo chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Cô nói đơn giản một lần về trả giá của đạo cụ, tiếp theo lấy ra dây thừng đỏ, buộc ở trên thân mèo mướp, vuốt ve đầu mèo. Đi đi, mèo mướp nhẹ nhàng lao ra, hướng thẳng tới tòa biệt thự đứng lặng trong bóng đêm kia nơi xa. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đuổi theo mèo mướp, thấy nó nhanh nhẹn đến cửa biệt thự, từ trong khe hở cửa sắt chui vào, biến mất ở trong tường vây che lấp. Vài giây sau, từng cái cây gỗ vươn ra khỏi đầu tường, điên cuồng sinh trưởng, đạt tới độ cao hai tầng lầu. Một đóa hoa tươi treo ở góc tường, treo ở ngọn cây, tranh nhau khoe sắc, trong giây lát, chỗ biệt thự đó, chỗ sân đó biến thành vườn hoa sinh cơ bừng bừng. Quan Nhã ghé tới, thấp giọng nói, ngấm khư độc hoàn ở trong miệng, chờ vào bên trong lại ăn, thì muộn rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua các đồng bạn xung quanh, phát hiện mọi người ăn ý lấy ra viên thuốc chế tạo đặc biệt của Bách Hoa Hội, ngậm trong miệng. Hắn lại nhìn về phía quan nhã, lão ti cơ cũng ngậm một viên, má bên trái phình lên, khuôn mặt trái xoan tươi đẹp liền có thêm vài phần đáng yêu, có chút dễ thương. chương 191, Điệu Hổ Ly Sơn 1 Cô vẫn là áo sơ mi trắng tất chân đen vài ống, cặp đùi thon dài mượt mà dắt hai cái bao súng, khoa kéo váy kéo đến gốc đùi, cái này thuận tiện cô hành động, nếu không cân nhắc lộ hàng, làm ra động tác đá xoay cũng không khó. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh hoài nghi cô nàng này khẳng định mặc quần bảo hộ, nhưng hắn không thể hất váy nghiệm chứng, cho nên không có chứng cứ. Món đồ chơi này có thể phòng thủ được độc của vu cổ sư sao? Hắn vừa ngậm viên thuốc phát ra mùi thơm mát ở trong miệng, vừa hỏi. Khẳng định không thể, độc của vu cổ sư nào có dễ dàng khắc chế như vậy, nhưng có thể yếu bớt độc tính, không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Khuôn mặt xinh đẹp của quan nhã nghiêm túc, không luôn cười mỉm nữa. Thần dạ du sinh mệnh lực cường đại, cậu hẳn là không cần lo lắng nhất. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nhìn lướt qua các đồng bạn, trừ năm vị đội trưởng, hắn cùng lão ti cơ, tám vị khác, hai thủy quỷ, hai hỏa sư, hai thổ quái, hai mộc yêu. Nghề nghiệp phân phối rất đều, gắng đạt tới không có sở đoàn. Mặt khác, các thành viên này đều là hành giả cấp 2 hành giả cấp 1 không có tư cách tham dự đến trong hành động. Nghề nghiệp hợp pháp cấp 1 ở trước mặt nghề nghiệp tà ác cấp 3 đại viên mãn, đại khái không khác gì con gà con. Lúc này, hoa cỏ cây cối rừng sinh trưởng, đội trưởng Thanh đằng thấp giọng nói. Hành động, 15 vị linh cảnh hành giả, đi qua ở con đường tiểu khu yên tĩnh không người, nhanh nhẹn mà yên tĩnh tới gần căn biệt thự kia. Tới gần biệt thự, đội trưởng Thanh đằng dẫn trước thả chậm bước chân, đại cơ bá ấn theo hai hỏa sư cường tráng tiến lên, bọn họ nắm chặt khóa cửa của cửa chính biệt thự lặng lẽ phát lực sau một mảng hào quang hơi đỏ nước thép sáng ngời phốc phốc rơi xuống đất ba hỏa sư lui lại hai bước phía sau đường quốc cường dẫn theo hai vị thổ quái dẫn đầu tiến vào sân của biệt thự khiên thịt sung phong vậy kế tiếp hẳn là chiến sĩ thấy thế trong lòng trương nguyên thanh không khỏi hiện lên ý nghĩ này quả nhiên đại cơ bá dẫn hai vị hỏa sư theo sát bên người ba vị thổ quái phía sau chiến sĩ hẳn là pháp sư, sau đó là thuật sĩ hồi phục. Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, thủy quỷ cùng mục Yêu sau đó đi vào, thám báo ngay cả thuật sĩ hồi phục cũng không bằng. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua đội trưởng cùng quan nhã, phát hiện ánh mắt khác thường của cấp dưới, Lý Đông trạch chống gậy chống, giữ sự tao nhã, thấp giọng nói. Thám báo chúng ta, cần ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, quan sát động tĩnh xung quanh. Đội trưởng, anh không cần cố vãn hồi tôn nghiêm, Trương Nguyên Thanh quyết định phối hợp một phen, trầm giọng nói. Rõ, lúc đoàn chiến mắt thật rất quan trọng, sắc mặt Lý Đông trẻ cứng đờ, nhớ tới ngày đó vì cấp dưới này làm nhục, nhìn thoáng qua thảm thực vật tươi tốt ở góc tường, anh đang cân nhắc nên cầm em vào đó hay không. Lúc này, các hành giả chính phủ cầm súng lục, đến trước cửa phòng trộm đại sảnh biệt thự. Bởi vì có kết giới che kín sân biệt thự, bởi vậy không cần phân tán bao vây kiến trúc, đồng thời, xét thấy kẻ địch là nghề nghiệp tà ác cấp 3, phân tán rất có thể tạo thành thương vong, mọi người quyết định từ cửa chính đột phá. Đường quốc cường đặt một tay ở trên khóa cửa phòng trộm, bức tường núi liền khóa cửa nhanh chóng hóa thành rơi rào rào xuống. Hắn chưa lập tức tiến vào, mà là quay đầu, nhìn về phía trương nguyên thanh. Đêm tối là sân nhà của thần dạ du, ở trong hoàn cảnh đưa tay không thấy năm ngón, thần dạ du như cá gặp nước. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, ở dưới mọi người nhìn chăm chú biến mất không thấy. Hắn nhanh chóng tiến vào lối vào, vì phòng bị mai phục có thể xuất hiện, cố ý nhảy xoay tròn, tư thế vào nhà cực ngầu, dù sao dưới trạng thái dạ du, hắn có thể che giấu tất cả thanh âm. Trương Nguyên Thanh đứng ở chỗ nối tiếp của lối vào cùng phòng khách, ánh mắt nhìn thấu đêm tối từ từ đảo qua phòng khách, phòng khách biệt thự không gian rộng rãi, ở giữa là sofa, bàn trà dùng để tiếp khách, bên trái là nhà bếp cùng bàn ăn kiểu mở thoáng ra, bên phải là cầu thang đi thông tầng 2. Khung đỉnh phòng khách cực cao, bố cục bên trong biệt thự là hình chữ hồi sao, đứng ở cạnh lan can lầu 2, có thể nhìn xuống phòng khách lầu 1. Sau khi tấn thăng cấp 2, thời gian dạ du của hắn kéo dài tới 30 giây, nhưng vẫn không đủ kiểm tra kỹ phòng khách. Sau khi bước đầu kết luận không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng khách, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn của hành giả chính phủ. Lầu 1 không có người, lầu 2 thì không biết. Hắn thấp giọng nói, đường quốc cường quyết định thật nhanh, hành động, rứt lời, dẫn đầu tiến vào phòng khách, người còn lại huấn luyện có bài bản, ngay ngắn có trật tự đi vào chương 192, Điệu Hổ Ly Sơn 2. Mọi người vừa mới tiến vào phòng khách tối đen, chợt nghe bốp một tiếng, đèn treo thủy tinh treo ở khung đỉnh sáng lên, mang đến ánh sáng, chiếu sáng lên cảnh tượng trong biệt thự, cũng chiếu sáng hành giả chính phủ lèn vào biệt thự. Trong lòng các hành giả chính phủ dùng mình, cung kính đợi đã lâu, các quý ông quý bà, cạnh lan can lầu 2, xuất hiện một người đàn ông dáng người trung đẳng, khuôn mặt gầy, mắt sách mày kiếm, chính là hoành hành vô kỵ. Vị vu cổ sư này hai tay chống lan can, nhìn xuống hành giả chính phủ ở lầu 1, khóe miệng có ý cười trào phúng. 15 vị hành giả hợp pháp, chật chật, các người thật đúng là để mắt tôi mà. Vì bắt tôi, làm phiền các vị hương sư động chúng, nhưng, giới hạn của con mồi cùng thợ săn, ai có thể nói rõ được đây. Còn chưa dứt lời, đã bị quan nhã cầm trong tay hai khẩu súng nổ súng cắt ngang. Viên đạn đầu tiên để lại hố đạn thật sâu ở bức tường lầu 2, viên đạn thứ hai thì dự đoán quỹ thích hoành hành vô kỵ quay cuồng tránh né thành công bắn chúng chuyển đến tiếng kim loại va chạm thanh thúy hoành hành vô kỵ gián sát bức tường quật cường nói xong lời thoại điên cuồng cười nói tôi thích mạo hiểm thích trà đạp quy tắc thanh danh săn giết 15 kẻ nghề nghiệp hợp pháp đáng giá tôi mạo hiểm hưởng thụ cẩn thận bữa tiệc giết chóc thịnh soạn tôi chuẩn bị cho các người đi trần nhà trên đỉnh đầu cất tiếng nổ tung vụn thủy tinh rơi xuống như mưa rào phòng khách rộng rãi một lần nữa lâm vào bóng tối trong tiếng vụn thủy tinh rơi rào rào, Trương Nguyên thanh nghe thấy tiếng ong ong khẽ không thể phát hiện được, nhỏ mà dày đặc, như là có vô số con muỗi đang vỗ cánh. Ngay sau đó, là tiếng cảnh báo của Lý Đông Trạch.